ra một cái tay nằm trong nhóm mặt cửa không đốc này, cửa đốc là tối một lên. Chúng ta dùng cái thân rễ ta khấu lên cái tinh thần rồi xin lắc ra ra ở khúc khác khúc khác có mang đại phương ôm đó không chăm bộ ôm mạng ôm tí nữa. Thố Phục Linh này á, hôm nọ cái ở phần khúc tỳ giải tôi có nói là trong cái họ khúc kết này này nó có một dây tên là kim cang, một dây tên là khúc kết. Dây kim cang là lá bầu tròn, còn khúc kết là lá nhỏ hẹp. Cái thân rễ của kim cang thì trắng, có thể dùng như vị tỳ giải. Đó. Như vị tỳ giải chúng ta học ở chương khúc cửa thấp hả? Ngược lại nếu thân rễ mà nó vàng nâu thì đó là khổ một bên, chúng ta học ở cái phần dưới đó. Đây là điện ngọt tính mình, duy kinh can thận và vị. Nó làm mạnh gân cốt, gân xương, mạnh tỳ vị và giải độc. Thầy này hay nhất là giải độc chuyển ngon. Chuyển ngon là một trong những kim loại nặng rất là kim loại nặng là những kim loại mà có cái trọng lượng phân tử, có lượng phân tử tương đối lớn. Đường trên trên chúng ta có một số kim loại nặng trọng của mình, Phenol, Arsen, Bismuth, Chì, Barium là điều là những kim loại cực độc. Trong đó tiếng Anh rất độc gần nhất, sau Arsen là đến năm. Tiếng Anh là một kim loại rất đặc biệt là nó dạng lỏng, ở thể lỏng có nhiệt độ. Nó là kim loại duy nhất ở thể lỏng. Nó kim loại lại ở thể lỏng đúng không? Ta thấy lạ nhưng nó là ở thể lỏng. Khi chúng ta rót thủy ngân ra đấy, tại vì sức căng bề mặt nó rất lớn, nên khi nó rơi xuống nó sẽ ta xuống nó to là thành một cái viên bị tròn tròn lăn thành này đấy. Vì nó là thể lỏng nên bay thôi và nó độc lắm. Nhưng mà nó lại có một cái đặc. Hiện giờ cái ngộ độc thủy ngân rất đang lan truyền một cách. Cái bọn mà nó phân kim nó đi khai khoáng khai thác vàng rồi để nó đào lại cái bọn đào lại vàng rồi thì cái ngân nó ở cái lắm mà rất đặc biệt, nó hòa tan bất kỳ loại kim loại nào vào, kim loại nào chúng ta rơi đó là nó hòa tan luôn. Ta rơi chỉ vàng xuống đó là coi là mất tiêu, nó hòa tan đó tạo thành hỗn hóng. Cái đó người ta gọi không phải dung dịch mà gọi là hỗn hóng. Cho nên nếu như chúng ta rủi ro như vàng đó, chúng ta đun cho thủy ngân bay ra lên là vàng nó lại nằm lại đó. Đó là lọc, đó là cái phục người ta lấy vàng trong các quản trần nguyên vô cùng. Mà các bạn biết cái mỏ vàng còn nằm đầu nguồn, đúng không?
nó lúc nào xuống biển đào vàng đâu áp vậy lên trên nguồn nước đào vàng. Cùng với thủy ngân thì nó còn dùng cái hợp chất cyanide, tức là cyanua, hồi xưa gọi cyanua là cyanide, tức là cái gốc nó CN trên trừ đó, cũng làm thành đất độc. Cho nên bọn đại đào đại vàng sau khi nó bỏ nó đi rồi, cái vùng đó gần như là thành hoang mạc, không cây gì sống được, cá đâu cũng coi chết luôn. Anh nào vô phố uống cái nguồn nước đó là cũng chết. Thằng này giải độc thủy ngân nó rất hay, nhưng mà nó chữa lỡ nước giang mai. Ngày xưa không có thuốc điều trị, giang mai đã dùng này là trị. Rồi dữ không đâu, tràn ngạt rồi. Cái này nó khử khử thấp rất là tốt. Nó rất rẻ tiền nhưng mà có nhiều bài thuốc mà không thiếu nó là không không có. Rất nhiều. Tụ lên nó ghê lắm các bạn. Đặc biệt là khi đi khai thác cái này lên là chúng ta nên thái ngay. Khi mới lên người ta rửa sạch rồi ta thái liền, rồi phơi khô. Khi mà phơi khô rồi thì hầu như rất khó đó. Ta thái dùng dao cọ ta bấm xuống cái nó nát bét, vỡ nứt bọc vỡ tức vỡ, không thành lát được. Cho nên là khi khai thác là chúng ta người ta từng sẽ lát như là sáng nào của khoai mì thái lát và khô. Cái này trên rừng núi nhiều lắm, mình đào nó cũng mệt, nó rẻ tiền nên là hàng nào đào giữa một góc này rồi nó thấy là coi như là để bán được vài chục nghìn một ký khô trò đó chương sốc lắm. Vì nó mập toàn mập ở những cái hốc hiếm sâu đúng rồi, kẹt lé rồi chúng ta đào cái được một cái cuốn nó lên thì nghe chừng cũng hết thôi. Ừ. Rồi nghe nó cũng rẻ. Cho nên là những cái người đi khai thác những điều kiện này đâu cũng vất vả. Đây này cái lá. Cái lá mà nó nhọn dài này, còn nếu nó bầu ra to, cũng cái dây này dây bóng nhắn các bạn. Dây bóng nhắn là rất giòn. Nếu mà bạn là đi rừng đi củi rồi sẽ biết. Nếu chúng ta đem nó bé là gãy liền hả? Nhưng mà nếu bí quá không có dây gì buộc củi á thì chúng ta cũng có thể dùng một cái vặn nhiều lần đó nó dai đi rồi là không có buộc được tại cái vậy cái dòng của khách cũng vậy. Thân rễ thằng này nó bằng đỏ nâu đó, thì là cốc khách tức là đổ một lên. Còn nếu màu trắng chạc mà cái lá này nó bầu hơn hơn hả tròn hơn thì là kim cang, chúng ta dùng như là tiền giả. Ở đường núi chúng ta rất là nhiều thứ này nhưng mà đào được nó cũng mệt. Chúng sang cây kế đầu ngựa, còn dùng là quả giả của cây kế đầu ngựa, quả giả các bạn, quả giả chứ không phải quả già hả, quả giả, đây không phải là quả thật. Chúng ta có những vị thuốc, cái bộ dùng nó là quả giả như kim anh như là kế đầu ngựa, đây không phải là quả, thật ra đây đế hoa nó bao hết là quả, ta bổ vào trong ta mới thấy mấy cái quả thật ở trong. Cây kế đầu ngựa tên khoa học là Santium stromarium, cái này học khúc Atrasetum. Những cái quả mà người ta hay gọi kế là những cái quả này các bạn, nó có gai mất ta quấn vào tóc mà dính này. Phải tuốt ra nó mới ra đó. Cái loại quả kế nhỏ nhỏ là kế co đào rồi tròn tròn nhỏ nhỏ rồi quấn vào là dính dính rồi tuốt ra nó ra. Thì anh này là anh số này, anh này thì hội to con nhất xin đặt tên là kế đầu người ta cái gai mất rồi lắm. Đấy là cách phát tán rồi giống mà không nào được. Đó là anh chó, mèo hay là trâu bò chạy qua là anh giờ đó anh bắn chặt anh đi chỗ khác anh rơi anh tật. Thằng em đánh tán cây tính ấm quy kinh phế. Công năng là tiêu độc kháng khuẩn. Nó tiêu độc kháng khuẩn, trừ phong thấp, rồi giết âm xương. Đương nhiên là phải là thế, thế hàng nó lạnh lẽo mà bị gì phải là bị tính là ngon. Giang tiết dịch mũi thằng này hay nhất là trị viêm mũi, mũi rồi chảy nước thôi tháng rồi nó là gần số 1. Nhưng cái tên của nó là phản ảnh với chứng bệnh khác. Tên cái vị thuốc này là thương nhĩ tử, thương nhĩ tử rồi. Thương là tổn thương, nhĩ là tai, nó quá trị tổn thương tai. Nhưng mà nó hay nhất là mũi, dịch mũi rồi chảy, mũi rồi đau. Dùng trong trường hợp như đau khớp thì chân tay tay dài cao quá, cái này tôi giải thích rồi đúng không? Phong hàn chẳng đến đau đầu, nhớ là phong hàn mà bị tính ấm thì đau đầu cho phong hàn. Phong ngứa, ngứa ngay cũng vậy, ngứa ngay là lạnh những người mà mùa lạnh mà ngứa ngay rồi nhiều chúng ta phải dùng kim long hoa thì phải ngứa mấy thằng ấm lắm rồi.
thạch chỉ rồi mình được. Nhưng nếu mùa nắng mưa cứ thấy mùa nắng nhiều thì lại là mình dập, thì chúng ta dùng ngư vàng đi nhiều thì không dùng được nữa. Cho nên khi mà chúng ta điều trị bằng cái tập cổ truyền mà chúng ta cứ biết cái hàng gì hết. Nếu không biết là nhiệt, chúng ta không biết dùng thuốc nó không hay thì nó không dính ra. Chứ tại sao cũng cái vị thuốc này là uống, người này uống sẽ được, người kia uống được, vì cái hai cái nó khác nhau, hai nhiệt nó khác nhau. Phải thôi đó gì đó, lý do vậy. Dị ứng phối hợp kim ngân hoa kinh giác tuệ. Chỉ huyết có nghĩa là cầm máu, dùng điều trị chỉ rò chảy máu, chỉ rò nghĩa là chỉ nổi đấy bạn. Chỉ của chúng ta là ở vùng hậu môn nó có cái tính mạch. Xung quanh hormone nó có hệ thống tĩnh mạch đó. Hệ thống tĩnh mạch đó là lúc này nó giãn ra, lúc nó co lại. Để nó mở hormone chúng ta đi cầu. Cho nên cái chỉ mà khi nó lòi ra chúng ta sờ đó là cái búi tĩnh mạch hormone nó giãn ra, nó không co lại. Chứ không phải cái cơ gì hết các bạn chú ý nhớ. Cho nếu là chúng ta làm rách hay là trước ra, rồi máu ra gì đó. Thì chỉ mà nó lòi ra chúng ta sờ thấy đó là gọi là chỉ mỏi. Còn nếu như trong phía trong đại tràng, phía trên hậu môn đó, nó có những cái mục, tức là những cái viêm tạo thành những cái mục trĩ, thì cái đó mà gọi là trĩ rò hay là trĩ nội. Khi mà chúng ta cơ thể ta mệt, nó giãn ra rồi ta đi cầu suốt ra nó ra máu. Trĩ nội đặc biệt này các bạn làm nghĩa là trĩ nội này đi cầu muốn mời đúng đúng như bị kiết đi cầu xong rồi vẫn chưa muốn đi ra nó còn vẫn muốn mời nữa. Mà khi ra máu là ra giọt giọt tươi máu tươi. Nếu mà chúng ta lấy ra giấy là chùi chúng nhìn thấy mất hồn tốn quá thì ra nhiều, còn nhìn xuống nước ở dưới nhà cầu đỏ âu nó lúc nó ra đúng không, đó là chỉ rất là chỉ rõ. Thì cái này chỉ biết cái cầm máu thì cầm đó tán kết hay nhất là người tán kết là làm mềm các cái tan các cái khối cứng đi. Các kết tụ khối tụ đó gọi là tán kết, làm mềm các khối sắn, dùng trị bệnh bướu cổ tràn nhạt. Thằng này bướu trị bướu cổ đơn thuần, nhớ là bướu cổ mà bướu cổ đơn thuần nghĩa là giật dữ rồi. Vì trong thằng này á, người ta cho rằng cứ 100 gram lá nó có tới 200 microgram iốt thổ cơ. Trong các cái cây thì thằng này chứa iốt thổ cơ nhiều. Thế còn thật ra cái nguồn iốt hữu cơ là lấy để mà điều trị iốt ung bướu là lấy từ các loại trong biển như rong mơ đó. Rong mơ là cái loại rong mà nó có cái phao nổi mà ta có thể bóp kêu bằng một cục, cái mùa gió rồi nó tấp là nhiều vùng biển tấp rồi đóng lắm, nhiều thuyền đi thậm chí quấn thân vịt đứng lại luôn nói lần mà. Thì những loại rong đó ở biển nó nhiều iốt, nhưng riêng trên những cây trên đất bằng mà có chứa iốt thì chỉ có thằng này là có chứa iốt nhiều. Gam lá nó chứa tới 200 microgam iốt hữu cơ. Các bạn biết rằng iốt hữu cơ nó khác hẳn với iốt mà chúng ta trộn vào muối ăn. Tại vì iốt hữu cơ khi vào cơ thể là nó hấp thu rất dễ, chuyển hóa rất dễ. Thì nó gắn hợp chất hữu cơ mà. Còn nó cũng ra là iốt vô cơ, thứ nào ăn vô thì nó đánh miệng cho nó được gì, nó hấp thu ít lắm. Các bạn chú ý. Có nhiều cái địa phương cái nguồn nước tự nhiên nó thiếu hẳn iốt này, nó gây ra cả cái vùng thậm chí cả xã đó là hầu như rất nhiều người bị bướu cổ này. Trên bướu cổ này người ta gọi bướu cổ địa phương u lan tỏa tức là thiếu này thiếu nhất do thiếu rồi thì thằng này dùng tràn nhạt tức là lao mạch. Cái này tôi giải thích rồi, đây các bạn thấy không, trời ơi nó gai cái móc dữ dằn lắm, các bạn thấy móc nó ra rồi nó khằng lại vậy, móc của nó rất là ghê, rồi nó có hai cái móc rất lớn như càng cua. Cái quán này nó ở đây nó mọc ra như cái gò bụi rồi dễ nó mọc con. Anh là anh đâu bò là đi vô nó bám dính đó thì nó đi kia. Chú xem ra cây tan ký sinh tức là cái tầm gửi ở trên cây dâu á, nó được gọi là tan ký sinh. Nhưng hiện giờ nói chung là người ta thấy cây nào nó mọc ký sinh, cây khác nó lấy đại hết,
cây bít thì là mấy nó dùng làm cái bẫy tập nhưng thật ra không hay đã là trên cây dâu cũng rất đáng sợ. Cây dâu của tên là một rất ăn tay họ đã càng bằng sạch thằng này bị đánh đến bình quy kinh can thận nó bổ là mạnh không tốt ở chỗ là thằng này là một trong những cái thằng mà nó tham gia vào nhiều cái lĩnh vực mà nếu như cơ và nó gông cơ rồi nó mềm yếu. Những em bé chân yếu tay mềm rồi chậm biết đi được điều rất hay. Phụ nữ bị động thai do nó dán dây chằng với công đồ điều rất cho nên có được không? À trừ đều nhất cho nên nó có mặt trong cái bài gọi là đọc vượt ký sinh thân. Nếu mà các bạn nó sắp tới học bài đó cô phương cái đó phải đọc cái bài đó mà nó trừ đều nhất mà theo cơ chế là làm cho chặt chẽ các bộ cơ cho nếu như mà chúng ta tự nhiên trong được tự nhiên nó yếu mà nó yếu rồi mình thấy nó rất hay nó cùng bằng dao là rất bận làm hệ thống mà ta gọi dây chằng đó chắc chắn nó cũng cố lắm. Và nó bổ là mạnh gân cốt thì chúng ta hiểu là nó bổ can thận đúng không? À, can chủ tâm thận chủ cốt mà là mạnh gân cốt. Trừ công thấp đâm nhất là rất hay. Đặc biệt là các chi dưới. Ở chi dưới, hệ thống chi dưới cơ thể phần hạ phần thì nó gần như là không thể cứu được. Động thai rồi phải da nó vô. Tôi nói lại cho các bạn sau này là kinh nghiệm đối với mà các bạn nào thường thường á, trong 3-4 tháng đầu nó động thai các bạn. Cái lớn là năm tháng tám rồi nó không có động thai nó ít đi về sảy thai rồi trong 3-4 tháng đầu thì trong cái 3-4 tháng đầu mà nếu động thai thì cái thai mà tận diện tận mỹ nhất à, còn diện nhất để mà điều trị là chúng ta dùng cái thang lục quân bổ khí là đúng không tứ quân bổ khí lục quân bổ khí tại sao như vậy tại khi người đàn bà bắt đầu bắt thai là khí nó suy rồi huyết nó vượt lên để nuôi thai là khí nó suy xuống trên mọi trường hợp bệnh nhiều đấy chúng ta phải lấy là bổ khí gần đầu tuyệt đối không được bổ huyết nữa huyết là vừa khí là suy rồi cho nên trong thời gian này nếu gặp lạnh lẽo rồi khí suy thì người cái thể đại hàn nó lạnh lẽo ví dụ ra gặp mưa vân vân loại nước bạc vân vân là cần về tục tập nước bạc tức là nước của từ khe suối được chảy ra ở những cơn mưa đầu mùa ta gọi hay gọi nước bạc nước lạnh lẽo gọi về là tục thai, tại vì nó lạnh cho nó làm khí càng hơn chút. Cho nên ba bốn tháng đầu không được dùng tục thai gì hết, không được bổ. Tự vì hôm nay chúng ta cứ tưởng tượng là cái có thai là chúng ta nhiều chồng thương vợ cái đi mua đồ bổ tắm bổ cho nhiều giống được. Nó lớn thai khó sinh, thai to khó sinh, nhất là con so nữa. Mà anh trai giả là anh trai ác vợ chứ không phải là anh thương vợ. Thai lớn lên mà coi như chạy không được. Là phải mổ, vân vân. Ngày xưa là không có cái chuyện mổ, cho nên là không được bổ đồ gì hết, mà chúng ta chỉ dùng thang một quân để bổ khí là chính. Rồi da giảm nếu mà động thai có nguy cơ, thì chúng ta dùng thang một quân da bằng dao tan ký sinh đổ trạch để làm chặt chẽ dây chằng để nó rút ra, đúng không? Mà hết động thai. Nếu uống đúng như vậy rồi thì hầu như đi làm bằng động viên cũng động biết. Rồi bạn gì cũng dùng thang một quân da dạ. Nôn mửa nhiều quá chúng ta dùng hắc hương sa nhân để làm ấm tỳ vị hắc nôn ta gọi than hương sa lục quân đó ho hen đồ nhiều chúng ta đưa tử tô đồ vô đó chú đàn rất hay là hay như vậy thành này là một trong những cái thuốc mà nó an thai rất tốt. Đây là đúng là cái cây mà tầm gửi trên cây dâu khi ta check ra thơ thường thường nó có những cái nốt cột cột lên phân có nhiều dương có loại thơ bằng vàng có loại nó sống sống màu hơn chúng ta sang một cái vị nữa là phi linh tiên chủ yếu là tiên không cần mua là cái cọng rễ đây là người ta còn gọi là dây ông lão tên học là Clematis sinensis thằng này họ ra nó bị cô lá xe họ họp liền nó bị cây cái nóng bị kinh bàng quang
chữa phong thấp, đau dây thần kinh ngoại biên, nhưng mà hay nhất của nó là thần kinh tọa. Nó cũng mọc qua là tiêm chữa về thần kinh tọa. Thần kinh tọa nó xuất phát từ ở giữa mông này các bạn, giữa mông chúng ta phía sâu á, chạy thẳng chạy ở lực ở phía sâu cho đi xuống bằng hót. Nếu chúng ta để biết là đau gốc hay đau rễ thần kinh, à đây hay ngọn thần kinh, nếu đau gốc thần kinh tọa chúng ta đứng mà ta đứng thêm này là đứng đau không chịu được. Ngược lại nếu mà đeo cái ngọn thần kinh tọa chúng ta đứng thế này là không chịu. Cho nên chúng ta có thể thử nghiệm để biết là bệnh nhân mình tục đeo gốc thần kinh này được. Phần kinh tọa thì cái tổ hợp của nó là phần kỹ nè, huy linh tiên mọc quạt, nó là cái nhóm chuyên cái sọ này. Nếu có teo cơ chúng ta có thêm chút mã tiền chế rồi vô. Còn nếu cái teo cơ như thế là rất hay. Cái thằng này nó theo thần kinh ngoại biên, chủ yếu là thần kinh ngoại biên, tức là phía dưới là thần kinh tọa. Ngoài ra cũng có tác dụng chữa ho lâm sàng. Đây là một loại dây leo nó. Đúng ra các bạn, đúng ra là nó phải lấy cả dây rồi thì quý vị thuốc như thế này. Nhưng bây giờ ra các bạn ra ngoài cái thuốc mua được cái cọng rễ, nó bán cọng rễ. Tức là nó lấy ra họ cắt ra buồn buồn ra. Đặc biệt cái thằng này là khi mà cái rễ của nó giống như cái râu ông lão, cho nên đặt lên cứng cứng. Nó như cái chùm râu ông lão. Cho nên người ta hay gọi dây này dây ông lão. Tự nhiên là thích. Có nhiều loài hoa rất đẹp luôn. Nhiều loài hoa đẹp. Rồi đọc qua. Đây là một trong những vị mà trị đau nhức xương khớp kinh điển nhất. Và là ở chi dưới là đọc qua. Ở trên chúng ta thương quật, ở dưới cái đọc qua. Đau nhức chi trên chúng ta có thương quật với chi. Đau nhức chi dưới chúng ta có đọc qua như tóc. Chúng ta dùng rễ cũ từ năm cũ của cây đọc vật. Ở đây hoặc là Angelica Bukit thuộc họ hoa tán ABS. Thằng này mùi nó thơm hắc lắm, vậy cây đáng tính nó ấm. Quy kinh thành bàn quan. Chữa đau khớp, đau dây thần kinh, hoàn đảm, cái vàng da, an thai. Đau vùng chi dưới từ các lưng trở xuống thì phải có độc vật. Cho nên nãy chúng ta cũng nói rồi, cái thang chúng ta là độc vật ký sinh hả? Thì có hai vị chủng lực là độc vật và thang ký sinh. Cho nên là kêu thật tên thang và dùng trong các trường hợp như bệnh thông hàn thông tí. Nếu cái thông hàn tính là bệnh ấm rồi. Đau nhất là do thốc, hàn thấp động vật. Đầu thốc, đau nhất thắt lưng, đầu gối, tê liệt cơ thể và dị thống tức là giảm đau, căn bệnh đau nhức xương khớp, thường phối hợp với nhu tóc phòng kỹ đối trọng phụ nữ vân. Thì cái bệnh dưới lạnh lẽ léo nhiều quá hả, cho ô khớp là lạnh rồi, ở những người già khói hóa khớp rồi thì chúng ta tiêm phụ nữ cũng nếu không để hàng thì dùng nó tốt thì thành nhà tính nó ấm. Đọc vật thì khi mà mới, đây là mới thì chúng ta thấy màu nó tương đối sáng này. Khi mà để thời gian thì nó hơi thẩm màu thôi. Khi các bạn mua, nếu ra hiệu thuốc mua về thì nó chỉ phơi một lần thôi. Cái độ ẩm nó còn tương đối cao. Và ta song sinh, ta để hoài được. Chúng ta mua về nếu như mà chúng ta không có điều kiện song sinh rồi, ta nên phơi một nắng rồi đánh lên cần tác dụng. Thì không mình để là nó mất đi mà. Tại vì các nhà thuốc mà nếu nó cứ phơi thì nó hao dữ lắm rồi. Cứ đám xong nó mua tạ về nó phơi chỉ cần nắng là thôi, còn ngót hơn ký hay còn 2 ký nó hao nó lỗ. Cho nên nó có cách là xong trên dưới luôn, độ ẩm mềm mại lắm, rất là mềm, thậm chí là nó còn ẩm tương đối cao hơn.
ta về ta cứ tưởng đâu nó để được, mình cũng để được, để vài hôm rồi mất hết. Nhất là mùa mưa, lọt mùa mưa ở Sài Gòn mình độ ẩm cao, để rất nhanh mọc, mình cứ phải chú ý xử lý. Cái này mùi nát đó, cho nên là nấu sắc uống thì được. Thế nhưng mà anh nào không biết mà đem ngâm rượu thằng này thôi rồi, đem đổ luôn cho rồi, chắc anh không cách gì cũng được. Nó đánh không phải hết, anh nào bộn rượu cỡ nào cũng phải đành đổ, mặc người đổ thôi, uống nó nóng, sốc khổ được. Cho nên tôi đã nói trong thuốc ngâm rượu, có nhiều vị thuốc chúng ta tưởng thơm, ngon, thích ngâm rượu là ok lắm, không phải. À, có nhiều vị thuốc thơm nhưng mà ngâm rượu là phải khỏi luôn. Chắc uống thì lại thấy dễ chịu. Cái kia nên kiện rồi, chúng ta không nói rồi. Chắc do là cũng coi như ngâm rượu lên, coi như bỏ. Đây là cái vị nó làm chắc cơ, chắc cái bó cơ đó, cái dây chạy rồi. Diễn hành được. Nhưng mà này khổ cái đó, khỏi chắc. Cái này lại không có điện năng. Chúng ta cũng chưa trồng được bao giờ. Độc vòng chúng ta còn phải trồng được. Cái tầng dao này hầu như chúng mình nhặt đó. Giá nó tương đối. Chúng ta dùng rễ của cây tầng dao trên hợp là Zangliana, Daguria, thành hợp lâm đơn, Zangliana C. Nó về ngọt cây tính nó bình, đó. Thành tầng dao thì hay ở chỗ tính nó bình. Cho nên là nếu như cơ độ yếu, đau, do nhiệt cũng đều hay. Rồi co cứng do hàn lạnh là đau nhất được cũng rất là hay. Mà động thai những cái bệnh sai, giãn sai tử cung, sai dạ dày, cơ nó giãn rồi không có thể cứu tầng dao. Nó quy kinh can đỡ mà vậy, giữa đau khớp. Đặc biệt là đau các cái bó cơ, dây chằng quanh hộ khớp rồi cũng vâng. Khớp cơ yếu, người tê liệt, trẻ em chậm biết đi rồi đó. Điều rất hay. Đau do các dây thần kinh, rồi hoàn đảm tàn da, động thai, an thai. Đó là những thuốc kinh điển trong cái nhóm mà nó làm cho cơ chắc chắn đó là. Cái này nhìn nó cái bụi nó hơi sơ sát nhưng vẻ như khô khô, nhưng cái hệ rễ cũng khá phát triển. Khi nó bào ra đây là để hơi lâu rồi. Nếu mới thì nó vàng sáng rồi. Nó cũng bào thành lát lát. Cái này thì ở Việt Nam ta cũng có cây. Thương trục, chúng ta có hai vị bạch trục và thương trục, người ta gọi chung là xanh trục, tức là hai vị trục đó. Hai cái vị bạch trục và thương trục này công dụng nó khử thấp kiện tỳ là chính, kiện tỳ là khử thấp, nhưng mà kiện tỳ thì bạch trục hay hơn, thương trục không bằng. Nhưng mà trị đau nhức do thấp á, thì thương trục hay hơn bạch trục. Đó. Cho nên trong các bệnh cảm á, khi mà dùng trục mà trong các bệnh cảm đau nhức nhức mỏi đầu nhiều á, thường người ta dùng thương trục. Nhưng mà khi cần bổ á, trong các bệnh tỳ vị ăn uống ra sao á, thì thành kiện tỳ chúng ta dùng bạch trục hay rồi. Đó. Cũng trục. Cho nên người ta gọi chung nó là xăm trục. Xăm là hai. Nó cùng chi với cây bạch trục luôn. Chúng ta dùng cái thân rễ của cái cây này, cái tên là Atratiloides coala, còn bạch trục chúng ta tên là Atratiloides macrocephala, cũng đều thuộc họ cục Atratus. Thân rễ thằng này nó nhỏ hơn và nó xốp, mềm xốp, ta bẻ ra nó ở trong nó rong, bạch trục thì nó cứng chắc hơn. À. Thằng này vì cây đánh tính cũng ấm, vì tinh tỳ vị, nó cứ tỳ vị, nó cứ lắp lên tỳ vị. Tôi đã nói rồi, tỳ nó ghét thấp lắm, nó lại ưa táo, ưa khô, khô khan. Tại vì tỳ thuộc thổ, tính của thổ là nó ghét ẩm ướt nhầy nhụa, là cái vậy, khô ráo, ưa khô ráo. Nhưng khi tỳ nó thấp nó vô tỳ là thôi là tỳ mất hiệu quả. Ăn uống lịch sự cũng lúc nào cũng đau cũng đầy, mà khi tỳ nó có vấn đề là tay cho nó rá là hơi rũ đi, không còn muốn làm nữa. Bạn nào mà một lần bụng mà lịch sự nó khó chịu, chúng ta thấy rá rồi đấy chân tay. Rủ riêng, tại vì tỳ chủ tứ chi cơ nhập, à. Cho nên khi gặp tỳ có vấn đề là tay chân nó ra là không muốn làm, động đầu thấy đau nó mỏi, đây là trong cơ nhập. Cho nên thằng này vào tỳ vậy đấy,
chứa phong phách làm mạnh căn cốt, dùng trong các trường hợp như phong phách tê dại, xương có đau nhức nhiều cho các khớp, rác khớp kiệm tiền, để nó làm khô cái ẩm, thấp là ẩm, rác khớp nghĩa làm khô cái ẩm, để nó kiệm tiền bệnh. Đặc biệt là sẽ thấp ở tiền bệnh, bụng cứng đầy, bụng nôn, ăn uống không tiêu, đồng văn, dễ cháy là tiếng hạn. Thanh gan làm sáng mắt, dùng trị mắt mờ quá già, chứ không phải là trong trường hợp mắt đỏ là nhớ khổ. Đau mắt đỏ thì này là không được, thì tính này ấm lắm. Đau mắt đỏ chúng ta dùng thuốc mát, bằng thân gan làm sáng mắt trong trường hợp quán gà. Quán gà tức là nó giảm thị lực các bạn. Những người này á, đặc biệt là cứ khoảng 5-6 giờ khi mà cường độ ánh sáng yếu đến cỡ nhất định là không thấy gì được. Là gọi quán gà. Các bạn biết tại sao ta dùng quán gà sao không quán vịt, quán trâu bò đó đi. À đúng rồi, cái giờ đó nó cũng chuẩn bị không thấy. Cho nên giờ trước giờ đó nó biết là nó lo về chuồng hết. À rồi giờ gà lên chuồng. Đó, cho nên người ta dùng cái gà để mà giữ tiền các bạn. Thì dễ hiểu đúng không? Thì quán heo, heo đâu đó, như thế nào? Nói rồi đâu. Chỉ có nhà heo. Không ai được đó. Cái bệnh quán gà này người ta gọi là chạm manh. Còn cái bệnh là cái màng ở chỗ này nó cứ kéo dài ra, ta gọi thâm manh. Đó là nhớ hộ là cái manh là ta dạ manh, còn kia là thâm manh. Nhìn hình thể thì anh này nhìn hình thể cây là gần rất giống với cây bạch tuộc. Đặc điểm của mấy anh này á là cái lá nó cứng mà chúng ta nhìn nó tưởng như là bằng nhựa vậy đó. Rất giống nhựa, nó cứng mà nó đơ đơ như nhựa, rất đặc biệt. Hồi cái gai mép, cái gai mép lá, cái gai các bạn thấy cái lá bắc nó biến thành của cái sợ cũng cứng đơ nhé, nó sờ cái câu cứ tưởng như cây này nó làm từ nhựa ra, cứng mà nó đơ mà nó đơ đơ, nó cười lắm, không giống mà cây Phật. Cái thân rễ thằng này khi ta thái ra nó hơi buồn buồn, chốc chốc, nhẹ và nhỏ, cả bằng móng tay, cái cong queo rồi đó. Mùi thằng này cũng mạnh dữ, và trục có mùi khó chịu rồi, mùi anh này cũng dữ rồi, mùi rất mạnh. Nhưng thằng này cũng đau dịp rồi nó hay, thì nó cứ tóc, đau dịp ra tóc. Cái này rất tiếc là ở bệnh nặng ra. Rồi chúng ta sang một cây ngũ gia bì. Ở Việt Nam ta mọc con nhiều nơi cho nên là chắc mọi người biết. Ở đây chúng ta nói cây ngũ gia bì gai đó thì tác dụng mới hay. Còn chúng ta có một loại ngũ gia bì chân chim nữa, lá như lá chân chim á hả, như chân chim dày dày thơm thơm, người ta cũng thấy trồng nằm cảnh. Cây ngũ gia bì chân chim chúng ta để ngoài rồi đó, trồng cây ngoài vỉa hè đó muối rồi nó sợ này nó thấy là giảm muối. Còn đây là ngũ gia bì gai trên rừng mới có, đây cây cổ thụ nó lớn. Đặc biệt của anh ngũ gia bì này là chúng ta cũng giống như quế, mỗi lần khai thác chúng ta làm cái hạ cây, nó bắt cái vỏ và phân cây cây chết. Như gỗ anh này rất trắng, rất dai và rất nhẹ. Ngày xưa hút mọc mình được tiện mà cái gỗ này là ngon, dai, đi lâu sờn mà nhẹ chân. Nó lại có mùi thơm cho nên nó lại không. Gỗ nó cũng có rất nhiều cái này, nó khử không tóc. Em đi là chân rồi nó nhẹ nhàng, đỡ đau rồi cũng vâng. Ngày xưa có cái truyền thống mang gút mọc cái thời trước các bạn, cách đây khoảng 3 tập kỷ là gút mọc này có cái đi cột cột đó. Bây giờ chắc ai dùng đó. Ai không trai thì dùng gút mọc bây giờ, đúng không? Nhưng ngày xưa, cách đây khoảng 30 năm là gút mọc lại là thời thượng đó các bạn. Chúng ta dùng cái vỏ của cây ngũ gia bì gai, còn được gọi là ngũ gia bì hương vì nó có mùi thơm. Thuộc chi Acanthopanax Acoleatus là ngũ gia bì Araliaceae. Còn cái cây mà ngũ gia bì chân chim chúng ta hay trồng làm cảnh, lá dày dày nhìn cũng đẹp đẹp hả? Ta bò là có mùi thơm, mùi chân phong hoa thì đó là ngũ gia bì chân chim, cũng dùng làm thuốc được nhưng mà nó không bằng cái này. Thì thằng đó thuộc chi Cephalera Octophylla, cũng thuộc phạm vi này. Thằng này bị cây tấn ống với kênh can phạm, thằng này chủ yếu bổ can phạm là mạnh năng chưa.
làm ăn căng xương, căng cốt, đau dần kinh, rượu không thấp. Ngày xưa, sau giờ thấm thời gian, nó có cái rượu ngũ duy tán, tôi mới phổ biến, bây giờ là người ta khai thác hết, còn cái quá, rượu đông còn, rượu đó uống mà đâu biết, đặc biệt như hành vi lao động rồi, lao động nặng rồi, cung vác cơ xương, dùng cơ được nhiều, uống rượu hay không? Tối về đỡ đâu biết xương cốt rất hay, giờ không thấy gì được. Cái này cao to đó, đây là chụp một cái nhánh nhỏ nó rồi, cành nó có kho có gai gai, đây còn nó bị hai gai, và ra bé là cái mùi tôm dễ dễ chịu, trong cái rượu mới bị là chưa được không uống thôi đó, nó không thấy mùi của sâm, nhưng cái mùi tôm ngát ngát thì đặc điểm của họ ngủ gia vị là kho tự tán, là làm cái tán. Cái này ở vùng rừng núi miền Trung khá nhiều. Rồi ta xong những nhóm thuốc gọi là thử thấp đúng không? Thử thấp. Bây giờ ta sang những nhóm thuốc lấy chi lấy đi. Đầu tiên nhất là nhóm thuốc lấy khí, tức là những cái thuốc để dùng điều trị xử lý những cái bệnh thuộc về phần khí. Khi phần khí có vấn đề, ta gọi là khí phạm, nó trục trặc thì chúng ta dùng thuốc để xử lý điều chỉnh lại. Chúng ta gọi là lý là xử lý đấy, nó điều hòa là phần khí trong cơ thể, dùng điều trị cái chứng bệnh thuộc về khí như là can khí hút cát này thì bị khí trệ, hoặc là cái khí trương nghịch, ba này là ba anh nắm giữ phần khí là chính. Sáng khí có nghĩa xa, thống khí nghĩa là đau, khí nó trệ đau dữ lắm rồi. Thì khi khí nó trệ thì huyết nó tự động, mà khí đi thì huyết nó mới động, khí hành thì huyết nó hoạt theo. Mặc dù ta không nhìn thấy khí đâu cả, nhưng mà khí mà nó trệ xuống là lập tức huyết nó ứ động, xanh lè một cục vân vân, mà đau ấm mà đau dữ dội mà. À, nó giống như là cái ống nước à, nước chảy rào rào, ta không nhìn thấy cái lực máy bơm nằm đó, ta không nhìn thấy nước không à, chảy tắt máy bơm để là đứng nhìn, đúng không? Thì khí chúng ta tưởng tượng là khí đi nó thúc đẩy cái lưu hành. Thì khi khí chạy lại là nhiều chức năng nó sẽ trục trặc, biểu hiện như kinh thì không đều, rồi có kinh hay đau bụng, đau dạ dày, ho nó rồi nhiều, hốt bị bẹn nổ mỡ ra dán các cơ quan nội tạng, xa ruột xa dạ dày xa tử cung rồi vân vân, người mệt mỏi vô lực, vô lực nghĩa không có sức gì hết. Mấy anh ta tôi đã nói rồi, cái khí là chúng ta không nhìn thấy đó, nhưng nó là công năng hoạt động cơ thể. Khí nó thuộc về dương, nó nằm ở trong dương. Tại vì cái khái niệm âm dương nó quá mênh mông, quá trừu tượng đi. Ta đưa hai khái niệm gần gũi đó. Đó là khí. Khí thuộc phần dương, thuộc dương, nhưng là một bộ phận của dương thôi. Nên khi khí hư á, là hư một bộ phận thôi. Hư còn nông, chưa phải là hư sâu. Còn khi nói dương hư là hư toàn diện, hư sâu. Mà phần dương nó làm ấm cơ thể, có nghĩa là khi dương hư là hư toàn diện cái phần làm ống nắm cơ thể, hư toàn diện cái chức năng hoạt động cơ thể, công năng hoạt động nói chung. Còn khi hư thì hư một bộ phận, nó biểu hiện như thế này: người mệt mỏi vô lực, đặt đau ngoài đó đuối rồi không bay lười đời nhưng từ vào đời nói không ra tiếng, nói không ra hơi. Đó, những anh đó là khí hư đó. Mấy anh đó là chúng ta hay gọi là lười biếng, vì anh mệt mỏi vô lực mà, đó, cho anh lười, không muốn hoạt động. Đánh cho tâm người đánh muốn lắng láng ra chỗ rất nhanh hòa của mình không? Dạy đó là kiếm. Không lúc nào thấy vui vẻ hưng phấn. Vì hưng phấn thuộc dương mà, thuộc khí mà. Người hưng phấn nhiều nghe khí được sung tịnh là năng nổ, hoạt động, nhiệt tình. Cái gì cũng tham gia. Đó, lúc nào cũng vui vẻ. Anh hưng phấn nhiều. Còn thuộc âm nữa nha, khí hư rồi là anh bắt đầu cơ thể là cũng thuộc về âm là chính cho nên ức chế nhiều hơn.
đó là khí hư đó. Nhưng nếu như khí hư cũng mới hư một bộ phận thôi, của dương thôi, chưa phải hư toàn diện, ta không điều trị ra cái đế đó nó sẽ hư dần dần và đến chỗ dương thôi. Khí hư nhiều đến chỗ dương, ranh giới giữa khí hư và dương hư như thế này không? Khí hư là chưa có biểu hiện của lặng lẽ gì hết, là chỉ là người lừa không hỏi như tôi vừa kể, nhưng bắt đầu xuất hiện tay chân bắt đầu lạnh ấy, lạnh lẽo, đó là dương bắt đầu hư. Cho nên cho các bạn bị mệt mỏi rồi không muốn làm, không lười lao động, không muốn hoạt động, tức khí hư. Các bạn đi khám thì điện tim chưa có dấu hiệu của khí hư, nhưng khi bắt đầu tay chân lạnh lẽo rồi đi điện tim là thấy khí hư, tác dụng khí hư dương hư lạnh mệt. Cho nên sắp tới có thuốc bổ dương, các bạn nhớ bổ dương, nó nghe bổ lại phần dương của cơ thể, mà đó là tâm dương, cái phần hóa là cái tâm hóa. Chứ còn sách nào cũng nói là thuốc bổ dương có nghĩa là bổ thận dương, chủ yếu là bổ thận dương, không phải. Thận dương nó suy, nó không có làm nữa, người tay chân không có lạnh lẽo, không có lười hoạt động nữa. Thận dương chỉ là nó chủ về cái chức năng sinh dục, phát dục cơ thể thôi. Cái nào thận dương hư là chỉ lạnh lưng, đau xương cốt, rồi yếu sinh lý, xìu xìu, ẩn ẩn, dạng đó. Chứ không hoạt động nào, ung dung, không có gì hết. Thận dương hư nó chỉ là thôi. Chứ khi dương hư sinh ngoại hàn mà người lạnh, mà để dương càng hư có nghĩa là người càng lạnh, lạnh nhất, nhiều khi sờ là lạnh nhất. Cần chúng ta chú ý với bài thuốc na lý khí là nó xử lý tất cả các thuốc các bệnh liên quan hoàn khí. Thì mà phân loại thì nó ra chia làm hai nhóm chính như thế này. Cái nhóm thuốc hành khí á, có nghĩa là những thuốc có tác dụng thuần khí, giúp thúc đẩy cho khí lưu thông được tốt hơn. Hành à, hành cái gì hành tống đẩy nó đi, thúc đẩy nó lưu thông, giúp khí được biết lưu thông. Khí mà lưu thông thì nó mới lưu thông. Chừng thì cái chứng là khí trệ, khí thì nó y ạch trệ xuống hả, y đó. Khí út thì nó lỏng quẩn, nó kết lại đó, nó không khai thông được. Rồi khí nghịch, tức là nó không đi thuận, không đi đúng chiều hướng, nó nghịch lên. Thường là phát khí trướng nghịch lên là gây theo chuyển nôn mất rồi dữ lắm. Hoặc là bế chứng. Trường hợp đó là chúng ta dùng cái nhóm hành khí này. Tác dụng chủ yếu của hành khí là điều hòa là sự vận hành của khí huyết, làm con khói lòng ngực, đỡ tức tối, giải út. Dù càng khí út kết là người cái lúc nào cũng bực bội, hầm hầm. Bất kỳ ai cũng hầm hầm, mà hầm hầm như chúng ta gọi sư tử Hà Đông rồi hả? Thế là dạng càng khí út kết đó. Lúc nào cũng rần rần cầm con rồi hầm hầm đó là hàng xóm, là cái dạng đó là càng khí út kết thì thằng này phải dùng nhóm này. Và vì vậy đó, nhờ đó nó có thể làm giảm được, làm khí con khói như vậy đó. Khí là con khói làm cho tiền vậy. Khí nó trệ thì sao? Giống như chúng ta tưởng tượng như dạ dày nó không co bóp gì cả, nó mì đó. Thì khi chúng ta hành khí là nó trệ tiền vậy. Làm cho dạ dày rồi bóp được, bóp hết. Tất cả những cái hoạt động đó đều là của khí. Và nó không có hình dáng gì. Nhưng mà cơ độ này khác, sức bền của cơ bắp, cơ độ chắc chắn nó co rất là tốt, là không có hình dáng gì nó thuộc khí, chân thuộc khí. Thì tùy theo cái cường độ tác dụng, tức là nặng mạnh hay yếu. Có thể chia thuốc hành khí làm ba nhóm này. Một là hành khí giải út, nó chỉ hành khí thúc đẩy ra khí lưu thông là tốt thôi, giải út kết rồi như tôi vừa nói này. Còn cái loại nữa là mạnh mẽ hơn, nó phá khí luôn chứ không phải hành nữa, phá khí gián địch. Trường hợp là nôn đốc khen chuyển khó thở tức ngực thì chúng ta phải dùng thuốc mạnh mẽ hơn, phá khí gián địch đè nén luôn. Nhóm thứ ba là thông khí để khai khí, khi mà khí bế tắc. Tôi nói lại một lần nữa cho các bạn biết là trong cơ thể chúng ta có cửu khí, có nghĩa là chín cái khí. Khí là những nơi mà cơ thể đang thông với môi trường bên ngoài. Chia hai con mắt đó là hai khí, hai lỗ tai là hai khí, miệng là một khí, hai lỗ mũi là hai khí. Như vậy phía trên chúng ta có bảy khí rồi. Ở dưới chúng ta có tiền âm, tiền âm tức là bộ phận sinh dục bên ngoài còn. Và hậu âm tức là hậu môn. Đó, như vậy chúng ta có kiểu khiếu chính khiếu. Khi các khiếu này bế tắc thì chúng ta hành khí để khai khiếu. Cụ thể, cái khiếu ở tay mà bế tắc, bệnh nhân tự nhiên tay biến đặt luôn.
kêu miệng mà bé tự nhiên cấm khẩu luôn, nói không được, tự nhiên vậy. Nhiều người trúng gió cấm khẩu như nè, đó là do nó bế tắc cái khiếu rồi. Thì chúng ta hành chỉ được thầy kêu ra, nói được. Các bạn còn nhớ cái chuyện thành đi tông là con chú Quỳnh Hương gì đó hả? Thì bị Trần Trinh nó bắt xuống, xuống dưới hàng đá rồi diện nhốt gì đó. Thì thạch thành xuống khiếu rồi anh Lý Thông trên này anh thòng dây xuống à. Thạch thành xuống đánh Trần Trinh đồ ông Văn rồi nó đưa này con chú Quỳnh Hương cho Lý Thông kéo lên, kéo lên cho anh Lý Thông lóc luôn nè, ý đồ xấu để thấy vậy. Từ đó tôi có thể làm con chú Quỳnh Hương tới út quá cấm khẩu. Khi mà Lý Thông đưa con chú về chiều thì của bao nhiêu người đánh thì không được. Nhưng mà sau khi Thạch Thanh lên á, bị bắt tống vào tù. Bị bắt bỏ tù để mà kiểu như tuyệt đầu mối mà hay chứ. Giống như bây giờ gọi với người diệt khẩu rồi đó, phải không? Anh vô tù anh buồn cái tình đời, anh ngồi kể đàn của thằng Thái Tử. Thái Tử là con của ông Long Vương, ông Thành á. Tức là tình tan tự nhiên con này nói được. Nghĩa là cái tiếng đàn khai kiếp, phải không? À, nói được, đúng không? Thì khiếu nó quan trọng rồi. Chúng ta không hình dung ra nó, nhưng mà người ta không ý nó nghiên cứu ra trong người chúng ta có chính khiếu. Cái nhóm trước là hành khí à, thì chúng ta ba cái nhóm nhỏ này hành khí giải út là ở mức độ nhẹ nhàng nhất à. Thì chúng ta đi vào cái nhóm hành khí giải út. Đây là những cái thuốc dùng khí nó hành khó khăn, không được lưu lợi, khiến nó huyết ứ gây đau đớn. Rồi khi mà nó ngưng là biết nó sẽ nó tụ lại, cho nên khi mà khí nó không thành được nó ứ trệ thì làm cho huyết ứ, mà huyết ứ được gây đau đớn gì đó. Chứ mà té ra thấy cục được chỗ này xanh lè đó là huyết bầm, huyết nó ứ lắm, trời ấm thì nó đau gì nè, đúng không? Thì đây nha, vì huyết khí mà hành khí đi thì huyết nó động, khí tắc thì huyết nó trệ, huyết trệ gây đau dữ. Tác dụng những công năng này là làm tuần hoàn khí huyết thông lại, làm giảm đau, giải út kết à, những người tứ thái đó. Sử dụng khi tỳ vị nó yếu, khí trệ, gây đầy bụng khó tiêu, chua buồn nôn, không có mọi thứ. Đại tiện thì khó khăn, can khí đồng khí nó út kết, cái tinh thần út kết. Thường can khí út kết là người út kết, do nó không được tội nguyện những cái điều mà mình suy nghĩ rồi người khác mong mỏi, làm cho nó út kết lại. Đặc biệt hay gặp ở những người mẹ có con coi rồi tình trí hay út cấp, trường hợp đó là thuốc hành khí khiến tinh thần út cấp hay kéo gắt thở dài à, lúc nào cũng kéo có thở dài thường thường đau thuốc cái vùng hạ sườn, vì cái khu vực này là khu vực khí của can nó lưu hành, để khi nó út kết trở lại cái vùng này sẽ đau rất to. Hoặc là có phụ nữ thì thường là kinh nguyệt không đều, vì vậy cái nhóm này có tác dụng thông kinh trị bế kinh luôn các. Nhóm này gồm có những vị thuốc như là hương phụ trần bì, hậu phát ục kim, mộc hương, sa nhân và tẩu khẩu. Hành khí cho phụ nữ thì hương phụ hay hơn, hành khí cho nam giới thì trần bì nhẹ hay hơn. Thằng trần bì nó còn làm cho những người đàn ông mà về da bụng rồi mỡ bụng nhiều nhiều, cho nên người ta nói là nam bất tiểu trần bì, nữ bất ly hương phụ. Nghĩa điều trị cho nam thì không nên thiếu trần bì, điều trị cho phụ nữ không nên rời hương phụ ra, nữ bất ly hương phụ. Rồi cái nhóm có tác dụng mạnh mẽ dữ dội hơn là cái nhóm phá khí danh này. Rồi lúc này dùng khi khí trệ ở mức độ nặng nề à, lâu ngày rồi đúng không, mức độ lớn hơn thì chúng ta phải dùng nhóm này. Khi mà khí huyết không quá khó khăn thì tự tích lại thành tình cục tuần hoàn vân vân, vì những cái u cục chính là những khí tụ huyết nữa, khí nó tụ huyết nó lại lâu ngày quá thành cục tuần hoàn cứng rắn nhận dần, ung thư cũng theo xu hướng đó. Thường mình tích lại thành khối cục, thuốc này rất mạnh mẽ hơn là hành khí giải út kia, đồng thời nó còn có tác dụng hạ khí nhấn nè, cho nên cái nhóm này gọi phá khí nhấn nè. Dùng trường hợp phế khí không thông gây ho suyễn khó thở tức ngực tràn dịch màng phổi luôn văn cái gọi bế tắc cái phế khí, hoặc can khí phạm vị gây nôn mất dữ dội
kho thích thực quản đồ văn, tất cả đồ đó nằm trong cái phạm vi này. Đau bụng thượng vị nhiều, đầy chướng ở hơi, hoặc kích kết không tan lâu ngày gây chướng bụng cứng mà bụng đồ cứng vân vân. Co cứng thành bụng, đau nắng bụng bụng vân. Thở án thì đau, có nghĩa ấm dụng ra thấy đau dữ. Trường hợp đó chúng ta dùng ở nhóm này, mạnh mẽ hơn nữa. Nhóm này bao gồm chỉ thực, chỉ sát hả? Đúng ra là chỉ thực, chỉ thanh bì. Chỉ sát cái trầm bì thì nó xu hướng là nó hành khí thôi. Trầm bì là vỏ và huyết chín các bạn. Còn vỏ huyết còn xanh nó gọi thanh bì. Chỉ sát là các loại citrus mà quả nó già. Trong họ nhà cam Rutaceae ta có một cái chi, ta gọi chi citrus, là cái chi của những cái cây có muối. Tại vì quả nó được cấu tạo bởi các cái lá nõn liền nhau, mỗi lá nõn là một muối. Ví dụ quả bưởi là chúng ta gỡ ra cứ tép bưởi đó là một cái lá nõn, cho nên gọi chung cái nhóm này là nhóm cây có muối. Chanh cam biết bưởi lòng gì đó đúng không? Thì nếu như các bạn lên rừng có những cây chanh dài rồi bưởi núi, bưởi đánh rồi tóc tập những cái quả mà thuộc cái chi này thì bên đây dùng có tư cách là chỉ xác gì được đó. Nhưng nếu quả non á, quả còn non chưa có ruột gì hết, nó đem về làm thuốc, đó là chỉ thực thành người khác ấy, thành đấy thôi. Còn nếu quả già đem về nó làm thuốc thì đó là chỉ xác tác dụng, nó chỉ thành khí dậy nhẹ nhàng thôi. Tương tự như vậy, nếu vỏ quả quýt mà chín rồi ta gọi trần bì thì nó hành khí dậy út. Nhưng nếu thanh bì là vỏ và quýt xanh thì nó khác cái dân mạnh mẽ hơn. Thanh bì là hay nhất trong trường hợp mà vú rồi nó u nhọt sưng đau rồi. Tại vì theo lý luận là vú đau vì vỏ giận hờn mà can kinh út nhiệt, các bạn giải cho đó, nghĩa là do can kinh út nhiệt, do giận hờn rồi này kia là cái vậy đó. Thì thanh bì nó khác, những u cục đó. Những vị thuốc điển hình như thanh bì, trầm hương, thị đế, thị đế tức là cái tai quả hồng. Quả hồng chúng ta ăn ngọt ngọt á, ta lấy mấy lá đài xanh xanh á, cứng cứng á, ta gọi tai hồng, đó là cái vị thị đế. Cái quả thị chúng ta không có cái tai đúng không? Nó thị rất bị bà già rồi đó hả? Nhưng mà cũng núi đó. Nhưng mà cái tai đó không mất đi, không có lần thuốc gì. Thì để lại là tai và hồng chứ phải lại mà thầy không phải nhớ thầy này giác cái gì nó chuyện của người cũng tắt nó buộc rồi. Thì để là số 1, thì để đinh hương nhân tâm ba vị đó, nó cục mà nó nhẹ nhẹ rồi á, nó sơ sơ rồi cho cái gì người ta nói là ngậm miệng nín thở rồi gì đó, hay là uống 7 hấp nước chứ nó nơi đó là toàn nhẹ nhàng đến cần phải thì để thì biết đâu. Nhưng mà nó có nhiều người nó chết luôn, nó không ăn uống được. Tại vì cứ vào cầm lấy nước để uống, chứ thôi uống gì nữa, làm sao ăn uống gì được. Thậm chí người mất hai ba ngày buộc họ luôn. Trường hợp chúng ta dùng này, còn đây chúng ta có Nautamin, Magni B6 rồi nó spa là uống nhiều phải mất à. Nhóm thứ hai là thuốc bổ khí, thì chúng ta sẽ học ở cái chương thuốc bổ. Chưa học bây giờ. Công năng chủ trị chung của cái nhóm này theo bài cổ truyền thuốc hành khí tác dụng là hành khí giải uất, hạt gián khí, hạt ôn trung làm ấm trung lưu, kiềm tỳ vị làm cho tỳ vị hoạt động mạnh mẽ hơn và giảm đau trị tâm. Rồi chúng ta sẽ làm ví dụ chúng ta kiểm tra còn thời gian chúng ta sẽ tiếp tục để mà lấp hờ nó còn chút cái rễ con mà dưới là nó mọc lên thành cây mà nó liệt cái y. Cái lá chỗ gốc cuốn lá nó rất là giòn, lúc ta nhổ nó rất cao, còn cái này là nó mì đào đi rốt lại mà. Nhưng mà vị thuốc thì nó hay, thằng này về cây đắng ngọt tính nó bình của dân can và nam đi, thằng này là vị thuốc kiểu là nhiều phụ nữ nam bất cứ người nữ rất bất liêu là thằng này nó tác dụng khói khí cây uống làm cho người khoan khoái đỡ bực bội rồi đúng không? Cho nên nó loại này đó. Con này nó hành khí giải uất, làm cho khí đường lưu thông một cách dễ dàng, người khoan khoái đỡ bực bội, kéo ghét vân vân.
và nó cũng là một trong những vị thuốc có tác dụng điều kinh rất hay. Điều đó là kinh nguyệt. Nó hay ở chỗ là có thể dùng cả trong thời kỳ có thai và sau khi sinh dưỡng, trước và sau sinh. Trong các cái vị thuốc điều kinh điển hình là ngải cứu, ít mẫu và cơm phụ, thì chỉ có cơm phụ là dùng được trong thời gian có thai cũng như sau khi sinh. Còn ngải cứu và ít mẫu nói chung không bị thai, không nên dùng trong thời gian khác. Trường hợp có thai động thai ra máu, người ta dùng ai giao ngải gì thì ngải gì ta phải sao đi đánh chất cộng. Nhưng anh này là người ta dùng đặc biệt là viêm từ cung mạc, viêm cổ từ cung mạc thì thằng này hay lắm. Đau bụng kinh chữa cái cơn đau do khiếp trẻ đau dày dày, các bệnh phụ nữ trước và sau khi sinh nói chung đều được lắm. Người đau mưa khiếp nhẹ cũng không nên nhẹ. Bệnh phụ nữ thì lần này là một bệnh này, lần thứ hai nó ít mẫu. Các bạn thấy cái thân vẽ nó cây nó đây là cây già đó, là con nào thân tiếp diện thân nó hình hình giác cỏ cú cỏ gấu gì đó đào đi bới lại rồi thôi, chỉ còn một cái rễ nhỏ xíu này nó còn sức ở dưới là vài bữa là nó thành cây rồi. Thường người ta thu về, các bạn ta thu cái thân vẽ này về ta chất mình nóng nó khô rồi chất mình nóng ta đốt ta vui cho nó ký hết cái rễ con này rồi chúng ta giả sơ cho thầy hết cái cái mày rồi chúng ta dùng. Khi dùng chúng ta phải tứ chế hay pháp chế, cái loại hương phụ tứ chế có nghĩa là chúng ta phân ra bốn phần, phần ngâm với nước pha trà, phần với giấm với rượu với nước muối không phân rồi sao lên cái loại tứ chế chiêm bảy phần ngâm bảy loại dung môi là loại pháp. Nghe là trầm bì. Trầm bì là vỏ và quýt chín hả? Ta dùng vỏ và quýt chín nó phải ngọt và sinh dưỡng về đi của ta. Đây là cái giống quýt mà chúng ta gần như nó phổ thông ở Việt Nam. Cái giống về đi của ta này là nguồn gốc nó ở Trung Hải. Ta là quýt điệu, giấc sụn, bây giờ có nhiều loại. Thành là hỏi can, protein. Cái chi xin rút này người ta gọi chi các cây có muối thành về cây bén tính ống quy kinh tỳ phế. Nó kiện tỳ hành khí táo tóc có đàm hành tư đàm nó hay ôn vị làm ấm bao tử thành chỉ dấu cầm đôn lý khí điều trung thành nhất là cái trung khí cái vùng mà dưới khí nó trẻ nó khó chịu tức tối rồi và vùng trung tiêu còn đồng thời ở trên này nó tiêu đàm nhưng tính ấm cho nên là nó tiêu đàm ra lạnh đàm loãng xẹt và nó đổ ra đồng thời to đàm dằn nhấp nhiều trong mùa lạnh rồi thì nó rất là hay. Nó hành khí họ về dùng trị các chứng đau bụng da lạnh rồi chỉ ẩu chỉ tả nghĩa là cả đàm hết nôn hết chỉ chảy dùng cái bụng cho người tài trước ở vùng nôn bắt loạn tức là thượng thổ hạ tả bắt loạn là nôn ở trên mưa dưới vậy đó hay gọi hết bọn có đờm ráo tóc chỉ khái dùng để các chứng bí tích ha bí là bực bội trong lòng ngực rồi bức xúc trong ngực tìm cái quả mạng tính có mặt trong cái bài gì trầm than trầm bì có trầm bì bất an. Cái này chúng ta không còn lạ gì cả, chúng ta cứ ăn lấy cái ruột đi rồi cái vỏ này chúng ta phơ khô đi. Ngày xưa các cụ kỹ lắm, ăn cho mà lấy cái lạc á, tức là trẻ cái lạc á, cỏ sâu treo đắp ít, càng lâu năm càng hay, trần mì để càng lâu năm càng hay. Rồi chúng ta kho cá cái đầu cá trê đó mà cho vài ba lát cái bỏ quýt này dưới cái nồi có cái mùi nó dễ chịu đỡ bốc mùi tanh cũng khác rất hay. Chúng ta chỉ cần chỉ xác ta
dùng vỏ quả non và vỏ quả già của các loài sinh trú, sẽ gọi chung là sinh học HD. Chữ HD là viết các chữ loài và chúng là tên là Specia. Specia viết các HD, các loài sinh trú. Họ cam, chúng ta sẽ. Như vậy về nguyên tắc là chúng ta lên rừng mà có loại nào mà thuộc cái chi có muối, à cái quả có muối này, chi gì rút này, như là chanh dại, cam đắng rồi bụi núi rồi gì tất cả tập, ta lấy về ta làm chi thực sáng được hết. Tại sao người ta không dùng chanh cam của ta để ta dùng làm thuốc đi sạch nhá? Vì chanh cam bán được, còn lên rừng những thứ đó không bán được, lấy về sử dụng. Cái loại non ta gọi chi thực và gọi chính xác, nhưng đúng ra đó là cái quả non tự rồng của các loài này mới đúng mình chị tập đó mới hay. Tại vì các loài chanh cam là các loài sinh trưởng này các bạn, nó nhiều khi nó mới bắt đầu thành thành quả như cái quả trứng cá thì cái viên bi vậy, nó đầu bị âm bị nó tích hư à, nó rộng không phát triển được cái quả đó mà đúng. Còn miễn cưỡng mà nếu người ta đi tìm nó nghề kia vậy hả, nó rụng xuống đi đâu mất không biết đâu tìm, cho nên dành rất đại cái quả nào non non chúng ta gọi tạm chứ thật chứ đúng ra nó cũng không hay vậy, quả non tự rộng đúng vậy. Nói chung nó về cây đánh tính hàng, các bạn nhớ không, trồng mì tính nó ôm á, hàng ngày tính hàng, đừng nghĩ các quả này chắc nên là nó nắm ấm không phải, nó là tính hàng, nên ghi chú phải nhớ quy kinh thì vậy. Không, tính hàng nè, tính ấm là sao? Tính hàng là mát chứ. Chỉ xác thì còn tính hoa đóm, cái chỉ thực là tính hàng là. Thằng này khác thì rất mạnh, rất tốt. Con này nó kiện về hành khí hạ đàm tiêu thực. Chỉ thực thì nó tác dụng mạnh mẽ hơn, nằm trong nhóm khá khí gián địch, còn chỉ xác thì nó hành khí dạy út là chứ. Đặc biệt là nó đầy vùng bụng, cho nên khi mà chúng ta ăn muốn không được rồi, không muốn ăn đầy hơi liên tục, người ta hay dùng các vị thuốc và sang nhân phẩm chỉ xác để kiểm nhé. Những em bé mà coi như là không muốn ăn rồi ăn uống không tiêu, ăn nghĩa văn sống rồi đầy bụng đánh rắm rồi không văn tất tần tật, chúng ta cứ dùng lục quân gia sao nhân hậu bác chỉ sát dùng là ăn tiền nhé, chắc chắn là ê đó. Còn đương nhiên những người mà ngược lại là ăn liên tục mà cứ kêu đói, ăn vô càng ăn thấy càng gầy gò để được cái tích sự gì hết trơn thì chúng ta là bị gì á, nó tự nắm quá đúng không, nó tốt vừa bãi. Nên các bạn thấy có nhiều cái xe máy ấy, chạy mấy mét rưỡi im ru ít tung xe à, chạy bóc mấy tung xe, còn anh chàng chạy mấy nóng rực phải không, tốn xe mà không bóc, chạy ra ngoài đường dài anh chạy yếu thì anh nói là cái dạng nóng giống như cơ thể ta đốt cháy năng lượng rất vừa bãi. Nên các bạn thấy có nhiều em bé anh được lắm đúng không, bữa mình chưa cho anh nó la là anh được, nhưng cái ốm nhôm đó là vậy, gần nhà ta tự nắng thì lúc đó chúng ta dùng thứ bổ về ấm, còn mấy thứ này tính ấm, cho nên là những anh ì ạch không muốn ăn chán ăn à, thì là bị hạt là cái gì, cho nên thằng này nằm trong cái dạng bị hạt tiêu thực hả, ăn vô gặm tiêu rồi nó hay tiêu thực mà. Đây là chỉ thực thì các bạn thấy không? Chỉ thực cho nên là cái ruột nó chưa có đúng không? Nó còn non, nó hình thành cái ruột đó. Còn đây là chỉ xác, không phải xung ra đây thì các cái loại chi si rút nó chắc ra đó. Nó còn non, cái ruột mới là hình thành, chút mình ta hái về sao dùng cái loại chỉ thực. Còn khi già nó ruột không đúng không? Ở trong tài liệu nó còn có ghi chỉ xác lục y, có nghĩa là chỉ xác là những quả đó kho được khô thì vẫn màu xanh nó ngồi lục y, là cái áo nó màu xanh lớp vỏ màu xanh, chứ thường thường là cái màu khi kho rồi nó màu nâu nâu lên nhiên. Và hậu phát nãy tôi nói rồi, chúng ta dùng vỏ của cây hậu phát, cây hậu phát cái tên này là hậu phát Trung Quốc, và vỏ rất là mỏng dai
nó thuộc cái chi Magnolia officinalis ở Mộc Lan, cái thảo Mộc Lan Magnolia sen. Còn ở Việt Nam chúng ta dùng các cái loài mà chúng ta gọi chung là cái cây dê thuộc họ Long Não, cái họ Nhà Quế. Ở Việt Nam chúng ta họ phát là lấy từ các cái loài thuộc họ Long Não Lauraceae, có mùi thơm thơm nhẹ nhẹ rồi cùng họ hàng với Nhà Quế à. Và họ phát chúng ta cũng tốt, không kém gì thì họ phát cũng tốt, thì họ phát là hoàn toàn khác họ, họ Mộc Lan mà. Ở Việt Nam chúng ta thì ở hậu Phú Quốc, hậu phát lấy ở Phú Quốc tốt nhất, rất là cũng rất tốt. Thành người Việt hay đánh tới nó ấm quy kinh tỳ vị đại trường, nó cũng hạ khí tiêu đàm và ôn trung, nó ấm trung tiêu giữa đàm trướng, luôn ngửa đâu dạ dày cho tỳ vị ư hàn, tức là lạnh. Ư hàn là cái tình trạng nếu chúng ta nói ra là anh nào bao tử lạnh có nghĩa là thiếu axit tỳ vị. Anh là bao tử nóng bây giờ lúc nào cũng thấy xót xa, anh mới ăn ăn lát thấy muốn đâu rồi muốn đói nữa xót xa, ta nghĩ là thừa chứ được vậy đó. Đây cái hàm nhiệt là cái đông bên tây nó cũng nói sự tương tự nhưng nó phát biểu ở dạng khác. Đây khi chúng ta chữa bệnh chúng ta không biết hàm nhiệt, chúng ta không biết là thôi không biết chữa uống vô thì biểu hơi xui. Tại vì hư hàn cái dạng ăn đồ chậm tiêu, nó tiêu đường và giảm đau nữa, thì nó hành khí là nó làm giảm giảm đau, nói chung vậy. Hạ khí bình xuyến có nghĩa là hạ khí làm cho dễ thở hơn, chữa khó thở, thì đồng đặc ngân trệ làm tắc của hàm khí ở phế không thông, cho nên khó thở tức ngực kèm theo ho, ta hay gọi là chen hay xuyến. Có thể thấy không, bác hạ chế thành nhân, đây là hen xuyến cho lạnh. Thanh tràng nó làm cho đại tràng chúng ta, nó xử lý đại tràng trên chỉ lệ giữa kết lệ, dùng cái hết loạn kết lệ hết loạn cho nôn nữa hào hạ rồi hết loạn kết lệ là mót lạnh là nhiều đúng không? Khi đau bụng mà có mót lạnh chúng ta phải đưa cái nhóm thuốc hành khí vô, mót lạnh đó là cái cơ co thắt lung tung thì hành khí là tự nhiên đỡ mót lạnh này. Nguyên tắc là như vậy. Mà bệnh này các bạn biết rồi, nó cứ đau quặn một mốt rạnh bắt đi cầu, đi vô đi cầu trả lấy phân phía ra chút nhầy nhớ mũi máu rồi đó, rồi chưa kịp đứng dậy mặc quần thì nó lại tiếp tục mốt rạnh lại bắt ngồi xuống cứ vậy đó. Là kiết lỵ. Kiết lỵ thì các bạn học các kiến thức kiến biết rồi, nó do hai nguyên nhân, một là do nhiễm khuẩn tức là lỵ thực khuẩn do khuẩn suy sinh la các bạn, thứ hai là thì amip, tức là do ký sinh trùng amip. Amip là một ký sinh trùng đơn bào mà nó di chuyển bằng chân giả, tên của nó là Entamoeba histolytica. Con này cũng rất phổ biến, lỵ của nó nặng nề hơn, triệu chứng nặng hơn, thường có sốt. Con này nguy hiểm nhất là khi chúng ta dùng thuốc và tấn công nó chưa được gan, nó làm ké, nó nằm đợi thờ rồi, đợi thờ cơ vì nó gây áp xe gan cho amip rất nguy hiểm. Còn lỵ trực khuẩn thì nó nhẹ nhàng hơn. Đôi khi con E. coli cũng gây ra lỵ được, nhưng mà nhẹ. Được hết chứ. Thì mức hồi tránh rồi các bạn. Mức hồi tránh nó thì lỵ amip hay lắm chứ. Hay cả sầu đau cứt chuột các bạn cũng thì lỵ amip. Ở trên rừng nó có cây giống cây son, cái cây sầu đau mình lắm. Nhưng mà cái quả nó nhỏ xíu à. Thì chín đèn đen như cái con chuột á, cho nên gọi sao đâu cái chuột, chứ không phải là quá đó. Mà tâm nguyên gọi là nha đảm tử, cắn cái lắm, cắn cái nó thì được cả số khác. Còn trên rừng bọn tôi, trên rừng núi hồi xưa đâu có thuốc men gì mấy đâu, chúng ta dùng mấy cái đó không chứ. À tôi ôn tránh nè, rồi sao đâu cái chuột này thì nó rét cũng hay lắm, nhưng uống vô đánh sắp. Uống vô lần lần rồi là mất hồn, làm sao hút hết hơi để chết xuống lần nữa. Thằng này cũng giải cảm trị sốt rét. Thằng họ Pháp này, Binh Lan và Thảo Quả là ba thằng nó tham gia trị sốt rét của Y học cổ truyền. Thằng
Thảo Hòa chúng ta cũng biết rồi đúng không? Cứ làm nhiều mà chúng ta phải đưa Thảo Hòa. Bình Lan tức là cái hạt cau già đó hả, là Bình Lan đó. Từ sự tức là anh Vàng Thăng Lan đấy. Anh ấy mà sinh coi rồi anh lấy vợ rồi. Chừng mấy cô vợ cô là trước em là chồng anh chú Tùng thấy. Em xấu hổ quá bỏ đi. Bỏ thành đá là bỏ thành cây cao dây trầu đó. Cây cao cao. Giải cảm thì sốt rét. Thằng này là phụ nữ thất thai thì bị quá hư nên cái kém thì không nên dùng. Thì thằng hành khí mà. Các thuốc hành khí khác thì nói chung là nó chung bị khác. Chúng ta chú ý như vậy. Đặc biệt là uống thuốc mà có hậu phát đó, nên không nên ăn đậu, kiêng ăn đậu, đậu hũ, đậu rồi gì đó chúng ta kiêng ăn. Không dùng chung với trạch tả, hàm cái tạch tiêu thật. Là những cái chú ý chúng ta để rồi chúng ta không biết mình dùng vừa đó. Đây là cái hậu phát bắt. Họ một lan. Họ một lan. Vỏ nó mẩm, dai. Cũng có mùi thơm. Còn cái hậu phát nam ta bỏ dày lắm thì cái vỏ của các cái loài lâu lâu nó sẽ lâu nào mà bỏ dày không dai giòn nhưng mà về tính chất sử dụng thì nó gần hầu như là không phải hậu phát chính xác từng đi lâu nha. Chúng ta mà ăn sa nhân đây là cũng một trong những cái gia vị trong ngũ vị hương nha, nhân cái mùi nó cũng hay. Ta dùng quả chín và sa nhân. Có tên là Amomon Sanctuaries. Nó nhiều loài. Sa nhân tím chúng ta là Amomon Vinogen mong văn. Vì thuộc hợp của những người đó đây. Cây này chúng ta bán xuất đi và không có bán mua của ta. Chúng ta mang có những cây khác. Những cây tinh dầu thường ở vùng biển đất. Chúng ta có một cái xếp hàng ôn đắng. Cho nên là có nhiều vị thuốc nó nhập của chúng ta. Vì vậy cho nên cái danh từ cái từ gọi là thuốc nam thuốc bắc nó cái danh giá nó không rõ ràng không một cái trong số thuốc là nó có ở ta mà đừng có nói trong này không còn còn thì phần đông nó có ở Trung Quốc nhiều hơn tự nó xuất xuất xứ từ đó như quế như đại hội nở quả sa nhân đại hội như chúng ta xuất ra Trung Quốc đây cũng là một vị thuốc có giá trị cao hiện giờ sa nhân bắt đầu người ta trồng nhưng nhân trồng thằng này nó cũng chịu rợp cho nên chúng ta sẽ trồng dưới tán các cây khác giờ hay trồng ở dưới cây điều cũng vâng để mà trồng dưỡng đất nó về cây tính ấm quy kinh thận thì vậy thằng này ôn trung chuyện thì là nó là số một á những em bé nào mà dễ phân sống rồi ăn uống không tiêu thì dạch rồi là sang nhân nó là số một hậu phát chỉ xác chúng ta ra đến hành ký thôi sa nhân nó mới cùng với bạch trùng kiện đây. Nó rất tiếc là các em bé mình thường thường là uống thuốc bắc mà khó. Tôi kể ra là những em bé mà còi cọc biết ăn đồ lười biết ăn cỡ nào mà uống lục quân gia hết cái gì vô vài bữa nó ăn thôi chứ nhìn đá nhìn trước. Còn anh bây giờ đa số mấy bạn sinh gắn đứa con hai đứa con gì nhìn nuôi mỗi lần cho nó ăn coi như mấy tiếng đồng hồ trời ơi khổ hơn đi học. Cho con mà ăn cơm còn khổ hơn đi học đêm nữa chúng ta kết cung nhưng mà đó nếu mà các em mình để uống thuốc là một vòng chúng ta thế kiểu là người bị hay uống hay đúng không uống khoảng thời gian nhất là nó ăn cho chị nhìn thấy sướng mà hả nó hành khí giảm đau đau bụng nặng rồi thằng này cũng bị hay cho nên nó cũng là một trong những gia vị các bạn nhớ là khi mà nấu phở bắt bây giờ thì cái mùi sa nhân này cũng là một trong những mùi nó tạo nên cái hương vị ta gọi phở bắc nếu thiếu là chúng ta thấy nó lạ lạ vậy. Nước phở nó khác vậy nó gia vị là cũng rất hay đây cây nó các bạn cây nó cộng hoa nó ở dưới gốc mà cho nên kia nó thành quả nó dưới gốc đây là quả quả nó chín rồi này nó chuyển sang cái màu chín chín rồi khi quả còn non á nó có rất nhiều cái gai mềm gần như quả chôm chôm thu nhỏ hả mềm gai ngồi nó mềm nhưng mà nó cứng nó không chọt vào tay rồi gì đâu cho khi pha khô rồi nó co lại thành những cái đốm đốm cái quả cứ đốm lại cái mụn 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 vậy đó quả nhỏ cỡ bằng ngang ngón tay trỏ như này một đốt ngón tay tròn hơi tròn tròn hơi bằng nổ bằng khi mà ta bóc cái vỏ ra ở trong nó có nhiều cái hạt chính là thành một cái
tổng ta gọi là nhân. Đúng ra ngày xưa ta dùng cái đó không, ta bỏ vỏ. Nhưng bây giờ nó đi vỏ dùng cũng không sao, cũng tốt. Cho nên ta thấy nguyên, ta bắt. Ta còn thay một tiếp nữa rồi. Khi nó còn tươi, chúng ta đọc ra không thấy hàng không hết. Đặc biệt là khi quả chín thì có một số loài rắn, đặc biệt là rắn lục, anh thích ăn cái quả này đó. Mà đến ăn thì không nằm gì đó. Nhiều khi mình đi mình lấy xe nhanh mình bỏ tay xuống nó bọt chân phát. Cho nên thường á, người ta khuyên là khi mà đi lấy xe nhanh tính mà lấy cây, ta thấy quả mà kệ, lấy cây vô vô cho nên có con chạy ra đuổi ảnh mà. Cho nên để ý. Đặc điểm nữa, thứ hai nữa là nếu chúng ta đi chủ định đi lấy xe nhanh về để làm thuốc á, chúng ta phải đi rất sớm. Hái về làm sao đang bắt đầu chuẩn bị nắng, thôi ngay là xe nhanh tốt nhất. Để qua đi mà hồn dẫn thì tinh dầu nó thấp thoát đi, về quá thì nó nhẹ cái và chất lượng không còn. Chỉ cần để qua một đêm mà nếu phơi được nắng là cái này nên chất cốt và giá được. Cái này họ là gừng nó, nhưng nó mạnh mẽ hơn cái gừng một tí. Chúng xem vị mộc hương, cây này là Việt Nam chúng ta là không trồng đó, chúng ta phải mộc hương. Chúng ta dùng rễ cây quả mộc hương, đó là mộc hương của Trung Quốc á, có tên học là Sauraria, thằng này họ Úc Atrasen. Nó bị đánh cây đến nó ấm nguy kinh thì bị cho đại trường. Nó hành khí điều trung, thằng này hành khí là rất hay. Và khi dùng mà chúng ta dùng mấy lượng mà ít, thường trong các thang thuốc thì không bao giờ dùng quá, chỉ là không cần dùng. Nó hành khí điều trung chuyển tiền. Điều hòa hồng động bao tử. Hai út chi thấp. Khi đầy họ tức tối chướng bụng đồ nhiều chúng ta dùng hành rất hay. Đặc biệt thằng này nó hành ngọt ở vùng tỳ vị là ngang. Nó ở vùng dưới này. Ký độ biến hết ở vùng này là hành ngọt thương giải tỏa. Giải độc và lợi tiểu nữa. Hành khí chi thấp dùng khí can tỳ vị khí trẻ. Lực bụng đầy trướng đau bụng tiêu chảy. Các thuốc dễ chảy của đông y bao giờ có một hương đó, nhưng mà nó hành khí cho nó giảm đau. Hành lý trong cái thuốc phong bà dành các bạn, phong tê thấp bà dành á, có một hương, có cả mã tiền, có cả một hương, có cả tương trục. Bình can nó làm giáng áp, có nghĩa là chữa cảm áp cho can dương vượng đó. Dùng khi can đờm cường thận gây cảm áp. Đặc biệt cái thằng này là nó trị lửa trên không có sao, chứ sau khi đặt phao rồi chúng ta mua về chỉ dùng thôi, không có sao rồi thì là nó được rồi. Mất tác dụng đi, nó trị lửa đó. Người khí yếu huyết hư người ta lót quá không nên dùng, người âm hư dùng tận trọng, mặc hương trị lửa phải chú ý thôi. Ta đem sao sao nó nấm là mất hết được rồi, mất tác dụng. Thằng này nằm trong cái kho thuốc và thập nhị thập hương để xong rồi, nó cũng là một trong những vị. Các bạn nghe cái to thuốc xong mùa xong nghề đã ta mới mua căn nhà sao và con đến ở là bắt đầu lục trục bệnh tật rồi đủ thứ làm ăn phát bát. Mua to thuốc rồi xong chua đuổi cái ám khí uế chọc rồi đi, âm khí rồi đi. Ví dụ người ta hay nói là như vậy, anh ở gần chùa đó từng đường những phong rồi nghe kinh rồi nó đi lang thang vào nhà anh là nó âm khí đó phong rồi đó nó không hại ai, thế nhưng âm nhiều thì âm thành là dương khí đúng không, nhưng mà nhiều đương nhiên là nhà lạnh lẽo âm khí nó nặng nề lại cái vậy. Trường hợp là thường người ta xong rồi là giải trừ đi bất, thì ngày xưa để lại một cái bài gọi là tập nhị thần hương, cái 12 vị hương thần. Khi xong lên mùi thơm nó chua đuổi cái ế tạp mùi hôi hát đúng không? Rồi cho ngâm tinh kinh tinh thịnh tâm đốt, các bạn thấy lén căng nó hoài rồi chúng ta thì ánh sáng nó xua đuổi bóng tối, nó không tương tác lại đến cái gì cả. Cho nên các bạn thấy trồng hương rồi, chắc bây giờ chúng ta xuất qua sở dĩ trồng nó tắt quá trời đúng không? Là ta xuất qua trung tâm nó có cái phúng các bạn. Còn đạo hồi nó cũng trồng hương nhiều lắm, chứ thật ra dùng làm thuốc không bao nhiêu hết. Chủ yếu dùng nó cúng
Mohammed rồi gì đó hả? Phải không đó? Vì cái trầm hương nó có tức là thông thiên chuyển điện. Thông thiên mà chuyển điện. Đó, ghê là đây. Cho nên nếu như mà những chuyện mà có chắc là nếu mà các bạn nói thuần túy ra coi khi người ta làm cho mê tín, nhưng mà nếu các bạn phân tích ra nó cũng có cái mặt khoa học nó mê tín và chúng ta ứng dụng thấy hiệu quả. Vì tôi từng thấy có nhiều người thanh niên rồi đấy, rồi qua một mối tình bị thất tình rồi sau đó tự nhiên cùng rồi vào bệnh viện tâm thần, cái nó đè các thuốc an thần uống cái lừa đừ mà vào được bệnh viện thần rồi khỏi thầu thì khỏi ra, cả ra cũng thành con người cả chết gì đó, cũng có tỉnh được, trong một tỉnh táo bình thường nó lại vậy đó. Chứ mà những cái vị thuốc này rất hay. Những trường hợp đó chúng ta có thể dùng một cái thang như chu sa rồi an mì, an tức hương cho vào gói mây thành cái thái lúc rồi gói thành cái này bệnh nhân từ từ nó tỉnh táo hơn, đương nhiên trong một chút là tốt như quy trì để dưỡng tâm an thần đó. Nhưng cứ vào hoàn thiện tâm thần cho serotonin uống thôi mấy bữa rồi bỏ luôn mình nhờ. Thì những người đó như chu sa thì nếu mà chu sa tốt thì nó cũng khá đắt một chút, 300-400 nghìn chỉ là chúng ta dùng khoảng 1/3 chỉ là rồi. An mùi là một cái loại nhựa cây gì đó mà chúng ta phải nhập từ châu Phi Việt Nam ta. An mùi này hay lắm. Mùi là này. An tức hương là nhựa cánh kiến trắng các bạn. An tức hương. An tức là làm cho yên, tức là những điều khuất tất. Cái mùi thơm nó có thể làm yên những cái khuất tất, tức là ma quỷ. Đó. Cho nên các tên là an tức hương các bạn thấy. Thật ra phân tích là mặt khoa học thì nó trong đó cái mùi thơm của an tức hương là cái mùi của vani. Thế nhưng các bạn lấy vani các bạn làm không có hiệu quả gì hết, không có giá trị gì. Phải là an tức hương thôi. Nó là nhựa chảy ra từ cây cánh kiến trắng ở cây bồ đề, xin lỗi các bạn, và các tên là nhựa cánh kiến trắng, tây y nó gọi là nhựa cánh kiến trắng. Cây bồ đề các tên là Styrax Conifinensis. Cây bồ đề này nó trên núi chứ không phải cây bồ đề nó thấy trồng ở chùa đâu, vì cây bồ đề trồng ở chùa là họ dâu tầng Horace, còn này thật là cây bồ đề này họ bồ đề Tiracase, khác nhau hoàn toàn. Nó có nhựa thơm chảy ra ta lấy cục đó, nó đắt tiền cũng đắt tiền, nhưng mà không đắt bằng chu sa. An nghì là một loại nhựa chúng mình nhập từ châu Phi, các cây keo của vùng châu Phi nó cho cái an nghì rất đặc biệt. Các bạn thấy đây có nhiều người họ hay kể chuyện tượng này, ví dụ mình mở cái cửa hàng hay nhà thuốc lên tự nhiên có cái thằng nào đến nó nhìn dùng như thế nào đó thì nó nói ra cứ âm thầm mở đưa tiền phát tiền đi rồi nó tỉnh rồi. Có nhiều người thậm chí đi đeo thầm mới có cái thuốc ra đưa tiền đi mất. Đó là cái gọi là cái tự ghi ám thị, ta hay gọi thôi miên là chút đỉnh gì đó. Chứ là ta dùng mấy cái hóa chất mà rất nguy hiểm. Đó là scopolamine. Thì thằng An Nguyền, nếu mà chúng ta để chút An Nguyền trong tủ thôi rồi, mấy cái trò đó là không có hiệu quả được. An Nguyền đó còn. Cái hôm tôi có một anh chàng, anh chẳng biết là đồng y thuốc bắc vậy đó. Nhưng anh tại vì anh nhờ tôi mua An Nguyền, tôi mới tìm hiểu ra hóa ra anh đi câu cá trê các bạn. Cái mùi An Nguyền nó quyến rũ cá trê, cái mùi nó như cái mùi nước cốt ở Việt mộ, cái mùi rất đặc biệt này. Mùi nó lạ rất khó tàn, mà cái con cá trê là cái mã là nó mùi đậu màu quá. Anh này á, anh An Nguyền này giá là trộn với con mùi các bạn à. Cái mùi là trò cá trê theo đây nhiều câu mùi rất nhiều à. Đó là An Nguyền. Thì cái bài đó rất hay. Nếu như mà họ không biết là tốt hơn, chứ bệnh nhân không nên biết, ta âm thầm ta bảo là ruột gót rồi gì ta ngủ. Thì những thằng này nó không phải là ma quỷ gì hết, rất bình thường. Những thằng này đều như thằng này đều ổn định thành kinh trắng kinh an thần mà nó thanh hoa được. Đó. Cho nên là chỉ cần một lượng nhỏ nó thanh hoa và không khí xung quanh đó một lượng nhất định nhỏ, rồi cái người đó hít thở ngủ thì nó yên hơn.
từ đó tự nhiên nó không có thấy gì hết. Có một con bé con em tôi ngồi ở bên ngoài, tức là nó mới học lớp 8 rồi, cỡ 14 tuổi, mẹ nó chết. Mẹ chết rồi, qua 3 ngày mở cửa mẹ rồi, tự nhiên cứ đêm nó cứ ngồi dậy, nó nói lung tung, đi lung tung. Rồi nói những chuyện lợi đó hả? Thì chừng nó tỉnh táo hỏi ra, nó bảo thấy mẹ đứng ngoài cửa sổ, đó, cứ vậy. Làm cho mấy đêm liền, mất hồn đưa lên bệnh viện Biên Hòa. Là cả, mà khi uống nước ngủ lên, cứ đờ đẫn, nó học hành đi, cái người nó mất minh mông đi. Đó. Mà cứ cái dạng đó mà các bạn đi theo con đường đó là sẽ dẫn đến điên luôn, ở tâm thần. Các bạn thấy bệnh viện tâm thần á, bệnh nhân nào vào đó rồi ra cái thành những người bình thường đó, hay ở luôn đó hả? Kể cả bác sĩ vô đó cũng tâm thần á. Không, cái đó thì đặt rồi, như uống thuốc là uống thuốc tự nhiên nó khỏe mạnh, nó hết ám ảnh liền, nó cay lạ rồi. Cái chuyện nó thấy lạ nhưng mà nó lại hoàn toàn lắm, có thật. Mà những cái vị đây là điều những vị nằm trong Phật thì thầm thương các bạn, vì những vị nó đi qua đứng ám ảnh cũng có ở những cái dụng ảnh Phật. Nó hay cái là nó thanh hoa. Thanh hoa thì chúng ta biết, tôi đã nói rồi, tức là những cái dạng vật chất nào từ cái rắn chuyển trực tiếp thành cái hơi là gọi thanh hoa. Thì thường là rắn là thành lẫm lẫm thành khí, thành đúng. Thì anh Chu Sa, A Mì và cả anh Đức Hương đều thanh hoa được, bay hơi không biết. Cho nên á, khi các bạn đến mà các bạn không biết rồi, các bạn đến mấy ông thầy Pháp, thầy Mùa, thầy Chú đó, làm bày vẽ ra để ông nói gì không? Đúng không? Ông cũng nói như đó, ông không nói gói lại đúng. Ông vẽ mấy cái chữ Ả Rập Xê Út rồi gì đó, không biết nữa. Đó, mình nghèo đã biết đâu. Rồi ông để lên bàn thờ, ông cúng, ông thích mấy nhang, ông lạy, hàng trăm lạy. Mục đích là để môi tiền này. Ông lạy xì xịp cả nước ít, nhưng đây là nước 100 nghìn đó. Thoát cả triệu, 2 triệu ra nước. Công phu quá mà. Và họ làm cho mình có cái tin tưởng. Cảm thấy mình như cái thời gian quá vậy. Lấy máy ra, lúc về, cầm về hết. Chứ mình hề là đưa tao chăm là chăm chồng là chăm nói gì hết. Nhưng họ cố tình mà làm những rắc rối rườm rà ra để mình nói cho từng ra nó rất khoa học, nó cái gì đó. Rồi người ta phải dự báo này là đúng về nha, họ thì gói vào cái giấy mỏng á à. Rồi về nói là họ nói là phải lấy cái quần áo là thật cũ á, chưa thế lấy cái vải quần áo cũ dùng lâu đời rồi may thành cái phái để chào hỏi. Vì nó cũ nó các thớ vải nó cưa ra cái thôi nó mới lên được. Còn nếu như lấy áo mới là hồ nó còn coi như nó chẳng có mấy thôi, chẳng có ít hiệu quả. Mà đúng như vậy các bạn về lấy vải còn mới tinh mà các bạn may là đúng là hiệu quả kém lắm à, lấy áo sờn rách rồi thì đúng là hiệu quả hơn. Chứ thật ra mình thấy có vẻ mê tín gì đó. Thực ra là giải thích ra nó có lý do đó. Đây là cái mê tín gì cả. Do cái cách nói này. Thì Mộc Hương này cũng là nằm trong cái nhóm tập gì tận luôn. Đây cái cây nó rất là nhỏ các bạn, nhỏ nhất lắm. Ở Trung Quốc họ trồng cả đồng. Nhưng mà cái rễ nó khá lắm. Rễ nó khá lắm, mùi mạnh, mùi thuốc. Mộc Hương mà còn mới thì nó cũng sáng màu hơn đây. Đây Mộc Hương để một vài năm nữa. Nó có màu hơi sẫm hơn, mùi thơm lắm. Cây này chúng ta vẫn đi nhập Trung Quốc. Rồi lý khí hả, bây giờ các cái khi trường hợp mà cái bộ phận huyết là phần huyết của cơ thể chúng ta có vấn đề phần xử lý thì chúng ta có cái nhóm thuốc lý huyết để mà xử lý các cái bệnh này thì chúng ta gọi là trung bệnh. Như vậy để xử lý các bệnh thuộc khí phần thì chúng ta dùng thuốc lý khí, để là xử lý các bệnh thuộc huyết phần chúng ta dùng thuốc lý huyết. Về mặt phân loại thì nó cũng gần giống như khí hả, thì nó có nhóm thuốc thứ nhất là hành huyết. Thuốc hành huyết có tác dụng là làm cho tăng cường cái lưu thông huyết mạch à. Tức là tăng cường cái tuần hoàn, thúc đẩy tuần hoàn, điều trị các chứng do huyết ứ và sang chấn, tức là té ngã bị đánh bật nè, hay gọi là chập đá hay sang chấn, hoặc là viêm tắc động mạch chi, viêm tắc tĩnh mạch vân vân, tất cả những đó là thuộc về vấn đề hãy được thuốc lý các bạn. Rồi bé kinh thường như vậy nó sẽ làm cho sưng tấy nóng đỏ đau nhức giữa hạ huyết mà nó ứ là đau nhức,
rồi các bệnh như sang lỡ mụn nhọt ở tại cái đầu dù nằm trong cái phạm trù của các bệnh thuộc giờ tính năng hành huyết ở những mức độ khác nhau, mạnh yếu khác nhau, chúng ta có thể chia nó thành hai loại. Thứ nhất là những dược liệu hành huyết ở mức độ vừa phải, nhẹ nhàng thôi, yếu thôi, ta gọi là thuốc hoạt huyết để làm cho huyết nó linh động hơn, à, để nó lưu thông tốt hơn, cho nên nó cái mức độ nó nhẹ nhàng, ta gọi là những thuốc hoạt huyết. Loại này dùng để điều trị các trường hợp sưng rồi ta ứ huyết ở mức độ nhẹ hoặc là đau do huyết mạch lưu thông kém. Thí dụ như nuôi tóc này, đơn đỏ này, xương không ít mẫu hồng hoang vân, đó là những vị thuốc hành huyết. Và cái nhóm hành huyết mạnh hơn, làm huyết phải lưu thông mạnh mẽ. Nhóm này chúng ta gọi là nhóm phá huyết tục ứ. Khi mà nó ứ huyết ở mức độ nặng nề, có thể thành cục, thành đồ vân, ứ huyết như vậy thì chúng ta phải dùng nhóm thuốc này. Nhóm này là phá huyết luôn, tục ứ. Cũng giống như hành khí, rồi cái nhóm phá khí, gián định, thằng này cái nhóm này là phá huyết tục ứ, ứ rất tục. Dùng điều trị các chứng ứ huyết ở mức độ nặng hơn, cái đau đớn dữ dội vân. Bao gồm cả khơm hoàng, nga trục, tô mộc. Khơm hoàng là nghệ đó gì hả, cũng nghệ đó. Nga trục là chúng ta hay dùng, có cái tên là nghệ đen. Tô mộc là gỗ tô mộc, gỗ vang, nghệ gỗ vang. Nghe được người ta vẫn dùng với cái tên là nghệ đen. Nhóm thứ hai là nhóm chỉ huyết tên cầm máu. Như vậy về phần huyết nó lại có cái nhóm này, chứ còn là về phần khí chỉ có một là gì, hành khí hay là phá khí, thì không có chỉ khí, khí không có cầm lại. Còn huyết thì có hiện tượng là xuất huyết, cho nên chúng ta có cái nhóm chỉ huyết cầm máu. Thuốc chỉ huyết dùng để các chứng xuất huyết phủ tàng như là bị xuất huyết bao tử đó, xuất huyết bao phổi gây nôn ra máu, ho ra máu, đúng không? Để xuất huyết không chứng. Trong nhóm này các loại vừa chỉ huyết vừa làm tiêu huyết ứ ở tam thất, tam thất rất đặc biệt các bạn. Mình đã kể các bạn nghe cái tam thất này rồi đúng không? Chưa. Tam thất nó cầm máu theo cơ chế này, nó hành huyết và huyết tự chỉ, làm cho huyết lưu thông tự động nó cầm. Đó nó hay vậy, phải hành huyết huyết tự chỉ. Các bạn tưởng tượng này, bây giờ chúng ta mua một cái ống nước, à, máu tinh, nó chưa có rỉ được tí nào, trong nước chảy ào ạt, mạnh mẽ. Nhiều ngày quá nó hen nó rỉ, nó tạo ra những cục rỉ rồi nó chèn lại dần dần, nó tắt làm cho chảy khó, thì nước tìm cách nó phục lại mọt. Đó, thì cơ chế này trong mạch máu con người cũng vậy. Nó ư huyết là huyết nó tự, nó tìm cách nó thoát ra mọt. Cho nên khi mà chúng ta cạo hết cái rí rồi đi thì nước nó lại chảy mạnh mẽ trong trong, nó không gì cách ra ngoài nữa. Thì mình tam thất làm nhiệm vụ làm tiêu các huyết ứ, rồi làm thông suốt huyết mạch cho nên huyết tự động cọc không chảy ra ngoài, mà chảy ra. Các bạn nhớ huyết nó rất là, tức là máu, mình tưởng tượng là máu nó quý đúng không, phải ăn bao nhiêu nó ra máu thì chảy một chút máu, tôi nhìn thấy vỏ máu cho ăn quý như vậy, nhưng máu nó chỉ quý khi nó tuần hoàn trong huyết mạch thôi, nó ra ngoài lại là cái thành vì nó là môi trường dinh dưỡng rất cao, cho nên nó là những ổ nhiễm khuẩn rất là ghê gớm. Huyết nó ứ bên trong, nó ra huyết mạch, nó ra ngoài rồi nó thoát ra ngoài và nó ứ rồi nguy dễ bị nhiễm trùng huyết rồi. À, thì thằng này nó hay tiêu ứ mà chỉ, nó gọi là hành huyết và huyết tự chỉ. Tôi lấy các bạn nghe một chuyện này, cái thực thể các bạn chưa? Khỏi năm 89-90 các bạn, tôi đã làm vào trong buổi 8 lần bắt. Nhưng vì mở cái hiệu ra thì nó máu cho nên cũng chưa đông khách, ít khách, cũng buồn, vắng vẻ, không có đủ tiền tiêu. Thường thường vẫn tuần nhé, tôi ra ngồi hàm tâm, ra chi vậy? Vùng đó là vùng thân chủ, tôi về đó dân ở quê tôi nó vào đây đâu, mà nó uy tín thì. Thì mỗi lần ra là cái người thì mời đi, thêm là cũng kiếm ăn được, rẻ vậy. Thường cũng ra vẫn tuần à, cái là nó hết thuốc, đi thì chở một bao thuốc vậy. Cứ hốt hốt thời gian tuần hay nói là hết bị này kia, hết hai ba bị là không thể làm được nữa, là lại phải về Sài Gòn. Sài Gòn cũng tiếp khách Sài Gòn rồi ít hôm nữa mua thuốc, bổ thuốc thêm rồi lại ra. Mà hồi đó các bạn biết tôi đi bệnh viện bằng cái cấp 79 từ đây đi thẳng từ rét rồi đó, có mình cấp 79 rồi đó, đó là được riêng 105 là miễn đau vậy đó, à, đi nhanh được không, hồi đó cấp 79 cũng ngon rồi đó. Tôi có đi, tôi có chở theo mình để thử, hai là trò đi vậy đó.
thì ra làm thường thường là khoảng tuần nữa hết thuốc là về. Thì đêm đó là tôi định là sáng tôi phải gặp tôi về sớm khoảng 4-5 giờ bắt đầu về Sài Gòn. Thì tự nhiên nó đêm 2-3 giờ có một người đến đập cửa la làng, đã có người chết, bác sĩ có người chết la to, phải dậy chạy đó. Chạy đến thấy một anh nằm đóng mà gối đẫm máu, gối máu không tưởng tượng như bốt mình ra máu trong gối trong tuôn ra đẫm hết cái gối. Thì hỏi ra thì mới biết là anh này, anh đêm đó anh ra ngồi thuyền to ở ngoài biển, anh uống rượu xong á chỉnh rồi anh lấy thúng chai lắc vô. Mà cái bờ biển của Hàm Tân La Si biển buồn cho nó kề đá chỉ nó kề, chứ không phải là bãi cát đẹp đẽ như thơ phú được nói được bãi cát đẹp. Nó kề đá mà lâu ngày quá đá nó nhớt lên râm rêu rồi mọc lên những con hà các bạn bén như là lưỡi dao. Anh chín nữa, anh bước lên cái trượt chân ngã đập vào đầu rồi đứt động mạch thấy chưa, máu ra a hoạ. Mà máu của những người uống rượu nó loãng rất khó cầm, mà anh lại ngã ngay trên biển nước mặn cho nên có bao nhiêu máu nó chảy ra, nó dùa ra, nó hòa tan hết rồi không cầm, không biết anh nằm ở bao lâu ra bao nhiêu máu. Mình đêm nó trời mưa lâm tâm mà anh còn may còn sống ở chỗ là cũng cái lúc đó thì có một anh vàng cũng xây dựng, anh xây dựng bờ anh đi ngang đó, anh thấy thằng nằm đóng anh lật mặt ra anh nhìn anh nhận được, anh mới khiêng về nhà giúp đỡ. Vậy mà máu chảy bao nhiêu biết rồi, khi tôi đến mình mang về nhà rồi riêng cái gối đẫm máu kinh, thấy người nhà thấy cầm cục bông này ấm ở đây này máu nó cứ nhảy nhỏ từ giọt đều đều, đến thấy tình hình thấy thay máu, tôi sờ tôi vừa mới nhốn này nghe gỡ thử hàng cơn máu phọt ra như máu các cổ gà này dân biến mạnh các bạn như phải trò chúng ta chắc bị chết nhát. Lúc tôi ngồi tôi nghĩ là những cầm máu trong trong cái như này, những thứ như trách bắt việc sao khô bộ hòn, tôi nghĩ là không ăn thua cái này gì cái tiểu ra máu lạch vạch rồi quá bấm cái làm gì được cháy ào ạt không sao. Động mạch thái dương đây các bạn biết là nó là chi nhánh của động mạch cảnh rồi, lên áp lực rất mạnh. Cái ngồi vừa suy nghĩ tôi nhớ lại hồi xưa ông già tôi nói là cái tâm thức này nó cầm máu bên trong cũng như bên ngoài đều rất hay đó, đại khái vậy. Tôi nghĩ thì chỉ còn cách một mặt tôi mới đưa cái cốc xe cấp cho thằng học trò tôi ghi mấy cái thứ adenosin với lại vitamin K rồi để nó đi lên xem thử, lên thị trấn xem thử nó còn nhà thuốc nào mở may ra mua được, nhưng không hy vọng gì thì lúc đó 2-3 giờ sáng ai đâu mở nhận được, nhưng cứ đi vậy thôi. Còn một mặt tôi suy nghĩ thì trong đơn vị của tôi nó có 2-3 cái cục cũ tâm thất đó mà cầm máu đương nhiên phải giá là bộ. Mà tâm thất mà giá các bạn biết rồi, nếu bạn nào biết những kim thất trời thì cũng như là chữa giá xuống nó nhảy lên bưng nó đến chịu ngồi yên ý. Rồi tôi giá nửa tiếng đồng hồ bắp tay tôi nó cứng đơ mỗi mà đi ra được chút xíu, nghĩa là khoảng nửa gam bột à, mà bột đó chủ yếu là cái vỏ rồi trầy trầy chỗ ra chứ cũng cái ruột rồi nó không còn trơ trơ đấy anh không gì đâu. Nhưng bây giờ không cũng còn người ta phương pháp nữa, tôi gom lại, tôi vén lại, tôi bỏ vào ngón tay này, tôi dỡ là tôi ấn chặt cho nó luôn thử xem như nào, mà không tin tưởng gì, trong lòng tôi cũng không thấy tin tưởng gì lắm. Ấn vô tôi cố gắng tôi giữ được khoảng một phút rồi tôi mới dỡ là thử, tôi hít chặt như là xi măng trắng mà gắn một sứ cái bộ thoát nó hít chặt cho nó cầm máu tức thì luôn. Cho nên thuốc bắc làm nếu đúng là hay cũng như thần dính chặt, coi như tôi sờ sờ đây không có ăn thôi vậy chắc chắc rồi. Đặc biệt cái bụng đó nó gặp máu là tự nhiên dính chặt cho con lạ vậy chứ đó, cầm máu tức thì rồi lúc đó tôi mừng quá, tôi mới hỏi người nhà nấu chút nước muối rồi nghe tôi rửa sơ các cái máu rồi đây rồi cắt tóc rồi cho ảnh đi ăn thì nước đang làm cắt rồi bắt đầu lúc đó lạnh ra máu nhiều quá ông nó hư rồi bắt đầu kêu nó muốn thoát chùi bắt đầu lạnh tay chân trời như đứa đá lạnh mạnh mà thằng nó nặng ký thì nó mỗi lần nó rung rồi con dậy dương dậy chứ ghê quá năm rồi biết là dương nó muốn thoát á, thì lúc đó chúng ta lại bây giờ mình nhúng thuốc mà hồi dương cứ nghịch chúng ta vừa học mà hồi đó bài vở gì nữa đâu hả, không có bài vở cứ lục ra có cái vị nào mà có liên quan phụ tử này nhục quế này rồi đảng sâm này bạch trục cam thảo đó lấy ra hỏi người nhà xác luôn. Mà lúc đó còn hai chén, còn chén gì nữa. Chắc chưa kịp soi tôi hối rồi, đổ.
thế là chưa kịp thôi luôn này, má hơi lúc túc là nó bọt bọt cái bao cứ đổ ra, đổ ra vừa tôi vừa thổi vào tràn luôn, thổi vừa ngồi cháu uống nha, chưa được nửa chén thuốc đó mà chưa ra thuốc đâu, người ấm ngồi vậy. Lúc đấy anh ngồi dậy anh mới nói vợ đi mua thuốc lá rồi giờ tài đủ ra thôi 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 đi kia không kịp cho nó lúc đó mà trong ta không có thời gian mà đưa cho chúng ta cứ tưởng này chút bát uống thì bao giờ cho khỏi, nhưng nếu đúng bệnh các bạn trời cũng có hay đi phòng trên tâm thất các bạn nhớ hộ mà nó hay lên như thế này. Tôi về Sài Gòn sau đó tuần tôi ra tôi có ít lại thăm anh à, lúc này anh đi biến đường về ngon lành. Tôi mới nhớ ở đây là nó cái váy đó nó rụng xuống ở đây còn một vết trắng tinh, thằng này hay chỗ là khi nó liền rồi nó tự động nó thôi đừng có ngỡ rồi cái đấy mà tự nghe nó ra đứt mạch máu nó làm liền trở lại đó, thì không phải nói mạch máu thủ thuật gì đó. À, nó hay kỳ lạ như vậy mà khi mà các bạn mà qua cái thế rồi chúng ta mới tin tưởng được chuyện đó. Chứ ngay ngày trước thì nghe nói vậy thật ra không qua cái lời nói đồng già mình vừa làm những chứng đó tin tưởng gì bây giờ cũng hết sắc rồi không còn cái phương án gì chúng ta sử dụng nhưng mà này có thể dùng để đắp đắp thêm sắc vào vết thương còn má bên ngoài thì được. Các vị thuốc chỉ huyết thường là tính hàng lương nên đa số mà dùng là chỉ huyết thường là sao đen đó, ta gọi tám sao nhưng tất cả khi mà chế chúng ta hay sao đen thì chắc bệnh gì phải sao đen có tác dụng tầm mắt bộ hoàng sao đen có một sao đen cũng tác dụng tầm mắt cũng hay không bằng tất cả những vị thuốc mà dùng có tác dụng tầm mắt thì thường phải sao đen đó. Rồi hôm nay chúng ta cũng tạm nghỉ rồi.